Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 48. Vẻ mặt Dương Diệp đầy hắc tuyến, ngươi có ý tứ gì? Đùa giỡn ta sao? Đinh Thược Dược tiếp tục nói. Đinh gia mang tất cả đặt ở trên người người, để ta kết hôn với người, bọn họ mới có thể chân chính yên tâm, bởi vì khi đó, Đinh gia ta mới có thể cùng Dương Diệp người chân chính nhất vinh câu vinh, nhất tốn câu tổn. Đương nhiên, mục đích thực sự của bọn họ là muốn thông qua ta, ngày sau từ chỗ ngươi thu được càng nhiều chỗ tốt hơn. Ngươi thật thẳng thắn. Dương Diệp nói. Đinh Thược Dược nói. Nếu muốn hợp tác, như vậy chúng ta tự nhiên phải thẳng thắn thành khẩn. Vậy vì sao ngươi không đồng ý? Dương Diệp đột nhiên hỏi, chỉ là nói xong hắn liền hối hận. Ngươi nguyện ý cùng một người không thích ở cả đời sao? Đinh Thược Dược nhìn Dương Diệp nói. Đương nhiên, ta cũng không phải ghét ngươi, thế nhưng ta đối với ngươi quả thực không có cảm giác đặc thù gì, ngươi không phải loại hình ta thích, bởi vì ngươi quá hoa tâm. Dương Diệp sờ mũi, thoáng xấu hổ, vội vã nói sang chuyện khác. Ngươi trở lại nói cho người của Đinh gia ngươi biết, nói lần này Đinh gia đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, Dương Diệp ta nhớ cả đời. Chỉ cần Đinh gia không phụ ta, tương lai ta tất không phụ Đinh gia. Đinh Thược Dược nhìn Dương Diệp, lạnh nhạt nói. Sự tình Đinh gia ta sẽ xử lý tốt, chuyện giữa nữ nhân của ngươi ta cũng tạm thời giúp ngươi xử lý. Ngươi cần phải làm, là mau chóng trở thành hoàng giả cảnh. Ngươi hẳn minh bạch, ngươi bây giờ là ràng buộc của tất cả thế lực Nam vực, chỉ cần ngươi chết, toàn bộ Nam vực chúng ta sẽ sụp đổ. Mọi người theo ngươi, là bởi vì nhìn chúng tương lai của ngươi, là bởi vì tin tưởng ngươi ngày sau có thể trở thành nhân vật như kiếm tông tổ sư, nếu như ngươi chết, hy vọng của mọi người tự nhiên sẽ không còn, hiểu chưa? Dương Diệp gật đầu nói. Yên tâm, ta còn có thật nhiều sự tình muốn làm, sẽ không dễ dàng chết. Ninh Thược Dược gật đầu, bỗng nhiên lại nói. Vì sao ngươi không thu An Nam Tĩnh? Gì? Dương Diệp sửng sốt. Ninh Thược Dược nghiêm túc nói. Nàng lợi hại như vậy, có nàng liên thủ với ngươi, ta nghĩ lấy thực lực của các ngươi, ngay cả hoàng giả cảnh cũng có thể giết A Hát. Nếu như là người khác, hẳn không có chút cơ hội nào, thế nhưng ngươi, ta nghĩ nếu như ngươi cố gắng một chút, còn có cơ hội thu vũ thần đương đại vào phòng. Vẻ mặt Dương Diệp đầy hắc tuyến nói. Ta cùng nàng là bằng hữu, hữu nghị thuần khiết. Ninh Thược Dược mỉm cười nói. Nam nhân cùng nữ nhân trong lúc đó, có hữu nghị thuần khiết sao? Có lẽ có, bất quá ta không cảm thấy sẽ phát sinh ở trên người ngươi. Chẳng lẽ chúng ta không tính bằng hữu thuần khiết sao? Dương Diệp bỗng nhiên nói. Dáng tươi cười của Đinh Thược Dược hơi cứng đờ, sau đó đứng dậy đi ra ngoài cửa, lúc đi một nửa, nàng lại nói. Được rồi, Thành Nam An gia gia chủ muốn gặp ngươi, ngươi gặp không? Không gặp. Lý do? Đang tu luyện. Đinh Thược Dược gật đầu, sau đó rời khỏi phòng. Trong thời gian kế tiếp, mỗi ngày Dương Diệp ngoại trừ bồi Tô Thanh Thi cùng Hiểu Vũ Tịch còn có Tiểu Giao, chính là bế quan khổ tu. Lúc đầu tiểu cô nương thiêu đốt hơn 2 vạn viên đá năng lượng siêu phẩm, nói cách khác, bây giờ đá năng lượng siêu phẩm của Dương Diệp chỉ không tới 1 vạn, bất quá với hắn mà nói, cái này đã đủ rồi. Sau tôn giả cảnh ngũ phẩm, mỗi một tầng đề thăng cần linh khí đều cực kỳ to lớn, Dương Diệp ở trong Hồng Mông Tháp, cộng thêm điên cuồng thiêu đốt đa năng lượng siêu phẩm, lúc này mới ở trong nửa tháng tăng lên tới tôn giả cảnh lục phẩm. Dương Diệp vốn còn tiếp tục khổ tu. Nhưng một chuyện khiến hắn chỉ có thể tạm dừng buông tha tu luyện, bởi vì Tô Thanh Thi sinh. Tô Thanh Thi sinh là một nữ tử, tên Dương Niệm Tuyết, rất giống Tô Thanh Thi, điều này làm cho Dương Diệp vui vẻ không thôi, cả ngày ôm nữ nhi cười ha ha. Trong phòng, Tô Thanh Thi ôm Dương Niệm Tuyết, trong mắt tràn đầy nhu hòa, bên cạnh nàng là Dương Diệp. Nhìn Tô Thanh Thi cùng Dương Niệm Tuyết, trong tâm Dương Diệp lần đầu tiên có chút chán ghét chém giết cùng chiến đấu. Mục tiêu của An Nam Tĩnh là võ đạo cuối cùng, mục tiêu của Dương Diệp chỉ là muốn yên lặng cùng người nhà mình sống. Đương nhiên, hiện tại mục tiêu đơn giản kia hiển nhiên không dễ dàng đạt được như vậy. Ngươi không đi gây sự, không có nghĩa là sự tình không chọc đến ngươi. Hơn nữa ở thế giới huyền giả đại lục thực lực phi tôn, không có thực lực, liền đại biểu nhất định bị khi dễ, bị áp bách, mà khi người bị như vậy, bởi vì không có thực lực, người chỉ có thể nhịn. Dương Diệp rất rõ ràng đạo lý này, cho nên hắn nghĩ thông suốt một cái đạo lý, đó chính là muốn cuộc sống yên tĩnh, đầu tiên phải làm là thu được thực lực tuyệt đối,
bởi vì chỉ có thực lực tuyệt đối, mới không người nào dám tới quấy rầy bình tĩnh của ngươi. Tháng này, Dương Diệp khó có được hưởng thụ yên tĩnh. Sở dĩ La Tuấn không có mạnh mẽ đánh cổ vực thành, chủ nếu là bởi vì hắn đang đợi người của thánh địa. Trước kia bị Dương Diệp xông vào trong quân tàn sát, là BCE vì hắn cho rằng Dương Diệp đã chết, không có phòng bị, lúc này mới để Dương Diệp thừa dịp. Hiện tại, Dương Diệp lại muốn lẫn vào trong quân, căn bản không có khả năng. Thực lực toàn bộ trung vực là gấp mấy lần cổ vực thành, nếu như hắn phát động tổng tiến công, hắn tự tin công phá được cổ vực thành, bởi vì Dương Diệp lại mạnh, cũng không có khả năng tàn sát toàn bộ đại quân của hắn. Bất quá nếu làm như vậy, cho dù hắn thắng, đó cũng là thắng thảm. Cho nên hắn không có tuyển chọn phát động tổng tiến công, mà tuyển chọn chờ đợi người của thánh địa, muốn mượn tay người của thánh địa diệt trừ Dương Diệp, sau đó lại phát động tổng tiến công. Bởi vì chỉ cần Dương Diệp chết, Nam vực tạo thành liên minh chắc chắn sẽ sụp đổ. Một tháng sau, hắn rốt cục đợi được người mà hắn đợi. Thanh Phong cùng Lam Linh mang theo một lão giả, bốn nam tử, một nữ tử đi tới Huyền Giả Đại Lục. Không hổ là thế giới bị lãng quên, linh khí nơi này còn không bằng một phần năm thánh địa chúng ta, hơn nữa nhìn bộ dáng, linh khí của thế giới này không lâu sau sẽ khô kiệt. Một chỗ hư không, một nam tử ở mi tâm có khắc một thanh tiểu kiếm cau mày nói. Không có quan hệ gì tới chúng ta. Lão giả lạnh nhạt nói. Các ngươi đi tìm Dương Diệp kia, ta đi yêu tộc một chuyến, ta rất tò mò, yêu hoàng của yêu tộc hôm nay là người như thế nào, cũng dám cự tuyệt thánh địa ta triệu hoán, nếu như thực quá yếu, lão phu sẽ tiến hắn một đoạn đường. Nói xong, lão giả trực tiếp tiêu thất ở tại chỗ. Lão giả đi rồi, nam tử nhìn về phía Lam Linh nói. Mang chúng ta đi tìm Dương Diệp. Hy vọng hắn có thể mạnh một chút, không thì quá không thú vị. Kiếm cuồng sư huynh, chúng ta tốt nhất không nên khinh địch. Lam Linh thấp giọng nói. Khóe miệng kiếm cuồng nổi lên khinh bỉ nói. Khinh địch, ta là thật tâm hy vọng hắn không quá yếu. Nghe nói hắn ở mảnh đại lục này được xưng là kiếm hoàng. Lúc này, một nữ tử cùng Lam Linh lớn lên có chút tương tự đột nhiên hỏi. Lam Linh gật đầu nói. Quả thực. Nghe vậy. Nữ tử kia bỗng nhiên lộ ra dáng tươi cười nói. Kiếm cuồng, người ở thánh địa chúng ta được xưng là tiểu kiếm thánh, ta rất chờ mong tiểu kiếm thánh người cùng kiếm hoàng của Huyền Giả Đại Lục chiến đấu. Ta sẽ để hắn minh bạch, hắn không xứng xưng là kiếm hoàng. Kiếm cuồng nhàn nhạt nói. Rất nhanh, năm người đi tới cổ vực thành. Khi biết người thánh địa tới Huyền Giả Đại Lục, La Tuấn cùng đại quân của hắn lập tức thúc đẩy, đi tới vị trí cách cổ vực thành trăm dặm. Mà hắn thì mang theo tất cả cường giả tôn giả cảnh đi tới dưới tường thành cổ vực thành, hắn không có tuyển chọn để đại quân cùng nhau theo tới là bởi vì hắn muốn nhìn người của thánh địa có thể giết chết Dương Diệp hay không. Kỳ thực đừng nói có thể diệt Dương Diệp, chỉ cần người của thánh địa có thể ngăn chặn Dương Diệp cùng thi tổ, vậy hắn sẽ lập tức lệnh đại quân công thành. Bởi vì nếu như không có người áp chế Dương Diệp cùng thi tổ, lấy thực lực của hai người xông vào trong đại quân. Vậy đối với đại quân của hắn không thể nghi ngờ là một tai nạn. Đó chính là nhân hoàng. Kiếm cuồng nhìn La Tuấn ở xa xa nói. Lam Linh gật đầu. Hắn đã có thể nắm giữ tín ngưỡng chi lực của tam vực, trong tay lại có nhân hoàng kiếm, thực lực rất mạnh. Rất mạnh. Lúc này một nam tử bên cạnh kiếm cuồng khinh thường nói. Nếu như rất mạnh, cũng sẽ không ngay cả tòa thành trì cũng không công được. Lam Linh. Không nghĩ tới người tới Huyền Giả Đại Lục một lần, dĩ nhiên không còn ngạo khí như vậy. Hiện tại ta có chút minh bạch, vì sao tỷ tỷ ngươi Lam Vân có thể tiến vào kiếm tổ của thánh vệ đội chúng ta, mà ngươi lại không thể. Lúc này, nữ tử lớn lên rất giống Lam Linh nhìn thoáng qua nam tử nói chuyện. Kiếm ngạo, nói chuyện khách khí với muội muội ta một chút, bằng không ta không ngại cho ngươi thấy lỗ máu. Tựa hồ kiếm ngạo có chút kiêng kỵ Lam Vân, chỉ hừ lạnh một tiếng. Lam Linh lắc đầu, thấp giọng thở dài, nàng rất rõ ràng, những người trước mắt này căn bản không coi trọng Dương Diệp, La Tuấn còn có thi tổ, bởi vì ở trong mắt bọn họ, đám người Dương Diệp là người của Huyền Giả Đại Lục, Huyền Giả Đại Lục là địa phương nào? Đó là địa phương bị cường giả vứt bỏ, người của thế giới bị lãng quên này làm sao có thể so sánh với bọn hắn? Nếu như không phải thấy qua thực lực chân chính của đám người Dương Diệp, nàng cũng sẽ không coi trọng đám người Dương Diệp. Có lòng muốn nhắc nhở mọi người, thế nhưng Lam Linh lại không có mở miệng, bởi vì nàng đã từ trên mặt mấy người nhìn thấu tâm tính của đối phương,
bao quát tỷ tỷ nàng cũng như vậy. Bọn họ, căn bản không cho rằng đám người Dương Diệp và bọn họ là tồn tại đồng cấp bậc. Thanh Phong, nói với Nhân Hoàng, đừng có nhúng tay, ta không muốn ở trong quyết đấu bị người cắt đứt. Kiếm Cuồng nói. Nghe vậy, Thanh Phong vui vẻ, sau đó vội vã chạy tới trước mặt đám người La Tuấn. La Tuấn, sư huynh của ta nói, lúc hắn và Dương Diệp chiến đấu, người đừng nhúng tay, hiểu chưa? Thanh Phong vênh váo tự đắc nhìn La Tuấn nói. Nếu như người dám nhúng tay, hừ, sư huynh của ta lập tức giết chết các ngươi, người tin hay không? Hắn khó chịu Dương Diệp, thế nhưng lại càng không thoải mái La Tuấn, bởi vì trước kia La Tuấn ở ngay trước mặt Lam Linh không nhìn hắn, nhưng lại cùng Lam Linh vừa nói vừa cười, điều này làm cho hắn khó chịu đến cực điểm. Nghe Thanh Phong nói, cường giả tôn giả cảnh ở xung quanh La Tuấn giận dữ, nhìn thấy một màn này, trong mắt Thanh Phong tràn đầy vẻ khinh thường, châm chọc nói. Thế nào, còn muốn động thủ với ta? Các ngươi dám sao? Lão tử đứng. Chỗ này cho các ngươi giết, nếu các ngươi không giết ta, các ngươi chính là tôn tử của ta. Ngươi muốn chết như vậy? La Tuấn lạnh giọng nói. Con mẹ nó ngươi dám giết ta sao? Thanh Phong chỉ vào mũi La Tuấn, châm chọc nói. Nếu ngươi dám đụng đến ta, sư huynh của ta nhất định giết ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi có hơn một vạn cường giả tôn giả cảnh liền cảm giác mình rất nghiêu, ở trước mặt sư huynh của ta, cường giả tôn giả cảnh của ngươi ngay cả cậu cũng không bằng. Ai có thể chịu được? Lão tử giết ngươi. Lúc này, một tôn giả cảnh ngũ phẩm gầm lên giận dữ, thân hình khẽ động, một trường vỗ về phía đầu Thanh Phong, cùng lúc đó, tại hơn 10 tôn giả cảnh ngũ phẩm đồng loạt ra tay. La Tuấn muốn ngăn cản, nhưng đã không kịp. Lúc này, mấy đạo kiếm quang xẹt qua, hơn 10 cường giả tôn giả cảnh xuất thủ nhất thời bị mấy đạo kiếm quang này chém thành hai nửa. Người của thánh địa ta, há là con kiến hôi bọn ngươi có thể động. Kiếm Cuồng dẫn theo mấy người tới trước mặt đám người La Tuấn, tuy đối mặt với hơn một vạn cường giả tôn giả cảnh, thế nhưng trên mặt mấy người không có vẻ sợ hãi nào. Đám người Kiếm Cuồng nhìn La Tuấn. Những tôn giả cảnh sau lưng hắn cũng nhìn La Tuấn, là chiến hay nhẫn, tất cả ở một ý niệm của La Tuấn. La Tuấn nắm chặt Nhân Hoàng kiếm, sắc mặt trầm thấp như nước, ở sâu trong mắt là sát ý lạnh lẽo. Một lát sau, tay của La Tuấn chậm rãi buông ra, cười nói. Chúc mấy vị may mắn. Nhìn thấy một màn này trong mắt Đần, Kiếm Cuồng lóe lên vẻ khinh bỉ, mà một ít tôn giả cảnh sau lưng La Tuấn. Đặc biệt là những thứ tôn giả cảnh không thuộc về đỉnh Hán đế quốc, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ thất vọng. Bọn họ bình thường đều là người có thân phận, khi nào bị loại vũ nhục này. Hiện tại bị vũ nhục còn phải nhẫn, tâm lý miễn bàn có bao nhiêu biệt khuất. Nhân Hoàng, lẽ nào đám người sư huynh của ta chết vô ích như vậy? Đúng lúc này, một cường giả tôn giả cảnh bỗng nhiên lạnh lùng nói. Lúc trước trong hơn 10 cường giả tôn giả cảnh chết, thì có một tên là tông môn của hắn. Lẽ nào ca ca ta cũng chết vô ích sao? Lúc này lại một cường giả tôn giả cảnh đứng ra. Còn có sư đệ ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ở trong những người này chất vấn, sắc mặt La Tuấn khó coi, hắn biết rõ, nếu như không để cho những người này một cái công đạo, thì nhất định những người này sẽ ly tâm. Thế nhưng nếu cho những người này một câu trả lời, cùng người của thánh địa người chết ta sống, khi đó... Hắn không chỉ tổn thất càng nhiều cường giả tôn giả cảnh, càng sẽ đắc tội thánh địa. Cái được không bù đắp đủ cái mất, không có ý nghĩa. Nghĩ vậy, La Tuấn hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn những người đứng kia, sau đó nói. Ta tự có chủ trương, lui ra. Ha ha! Một tên huyền giả đột nhiên cười phá lên nói. Đây là Nhân Hoàng, đây là người phát ngôn của thiên địa, đây là nhân tộc cộng chủ. Dương Diệp nói rất đúng. Thương thiên thật không có mắt. Bị người chỉ vào mũi mắng, bị người khi dễ đến phân thượng này vẫn phải nhẫn, người còn làm Nhân Hoàng, kêu ngu ngốc còn được. Oanh! Một lão giả bên cạnh La Tuấn trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt tên huyền giả kia, sau đó một trưởng vỗ đối phương thần hồn câu diệt. Hồ ngôn loạn ngữ! Lao giả hừ lạnh một tiếng, sau đó về tới bên cạnh La Tuấn. Lâm lão thật uy phong a! Lúc này, một trưởng lão vô cực tông đứng dậy nói. Lúc trước vô cực tông ta cũng có một trưởng lão chết ở trong tay đối phương, hiện tại ta đại biểu vô cực tông hỏi Nhân Hoàng một câu, tên trưởng lão này của vô cực tông ta chết vô ích như vậy sao? Được rồi, ta hỏi en chưa vậy, Lâm lão ngươi sẽ không giết ta chứ?
Ngô trưởng lão cần gì phải như vậy? La Tuấn nói. Vô cực tông là minh hữu hạch tâm của đỉnh Hán đế quốc ta, chúng ta nên đồng tâm hiệp lực, cùng qua cửa ải khó khăn, không phải sao? Trưởng lão vô cực tông trầm mặc một hồi, sau đó nói. Ta sẽ báo việc này lên tông môn, mặc kệ tông môn quyết định như thế nào, ta cũng sẽ rời đi nơi này. Nói xong hắn xoay người rời đi. Lâm lão bên cạnh La Tuấn hai mắt híp lại, muốn động thủ, bất quá bị La Tuấn ngăn cản. Vô cực tông có gần 800 cường giả tôn giả cảnh, nếu như bây giờ ngoài sáng giết trưởng lão của đối phương, những người này nhất định sẽ phản kháng. Một khi những người này phản kháng, nhất định sẽ có càng ngày càng nhiều người phản kháng, đến lúc đó, sự tình chỉ sợ không phải hắn có thể không chê. Còn có một vài người cũng muốn rời đi, nhưng không có lá gan đó, La Tuấn cố kỵ vô cực tông, nhưng sẽ không cố kỵ bọn họ. Lúc này nếu như ai đi ra, kia không thể nghi ngờ chính là làm chim đầu đàn, cho La Tuấn giết gà dọa khỉ. Ha ha! Lúc này, Thanh Phong kia đột nhiên cười phá lên, Thanh Phong cười rất lớn, tiếng cười kia tựa như bàn tay vỗ vào trên mặt đám người La Tuấn, nóng hừng hực. Lam Linh, đây là nhân hoàng như lời ngươi nói. Ta xem sao như một tên hèn nhát vậy. Kiếm Ngạo đột nhiên nói, tựa như cố ý, đám người La Tuấn vừa vặn có thể nghe được. Thần sắc của La Tuấn âm trầm, kiếm trong tay đột nhiên chiến minh. Chư vị, các ngươi là người của Thánh Địa, ta vốn không muốn kết thù kết oán với các ngươi, nhưng các ngươi coi đỉnh Hán đế quốc ta dễ khi dễ sao? Ta chính là khi dễ ngươi, ngươi có thể. Thanh Phong muốn nói điều gì, nhưng bị Kiếm Cuồng ngăn cản, Kiếm Cuồng nhìn La Tuấn khẽ gật đầu nói. Các hạ đối với Thánh Địa chúng ta tâm tồn kính nể, cũng tôn trọng Thánh Địa chúng ta không có lý do gì có địch ý với các hạ, lần này chúng ta đến đây, là vì Dương Diệp. Nghe nói Dương Diệp cũng là đối thủ của các hạ, nói như vậy, chúng ta là có cùng chung địch nhân. Kiếm Cuồng cho cái bậc thang, sắc mặt La Tuấn hơi dễ nhìn một ít nói. Quả thực như vậy, ngày sau nói không chừng chúng ta còn phải kiên thủ đối kháng nghịch loại huyền giả, không nên ở lúc này tàn sát lẫn nhau, đúng không? Kiếm Cuồng gật đầu. La Tuấn lại nói. Nếu chư vị là tới báo thù cho đám người Lâm Thiên, vậy chư vị xin cứ tự nhiên, yên tâm. Ta bảo chứng sẽ không nhúng tay ân oán của chư vị cùng Dương Diệp. Ha ha, ta nói sai, lấy thực lực của mấy vị, đối phó một cái Dương Diệp còn không phải dễ như trở bàn tay. Bọn ta ở một bên lược trận là được. La Tuấn, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Lúc này Thanh Phong cười lạnh nói. Ta thừa nhận, thực lực của Dương Diệp kia quả thật không tệ, thế nhưng đây chẳng qua là ở thế giới của các ngươi, ở thánh địa chúng ta, hắn nhằm nhò gì. Hôm nay chúng ta sẽ cho ngươi thấy rõ ràng, người của thế giới các ngươi so sánh với thánh địa chúng ta chênh lệch bao lớn. Ta mỏi mắt mong chờ. La Tuấn nhàn nhạt nói. Giờ khắc này, La Tuấn đột nhiên hy vọng Dương Diệp mạnh hơn một ít, bởi vì hắn thật sự muốn nhìn những người này mất mặt. Kiếm Cuồng nhìn thoáng qua La Tuấn, sau đó mang theo mấy người đi tới cổ vực thành. Dương Diệp, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Thanh âm của Kiếm Cuồng được huyền khí gia trì. Như phong bạo càn quét về phía cổ vực thành, trong lúc nhất thời, toàn bộ cổ vực thành vang lên tiếng giống giận dữ của Kiếm Cuồng. Vô số tôn giả cảnh cùng huyền thú tôn cấp xuất hiện ở trên tường thành cổ vực thành, cùng lúc đó, hộ thành đại trận của cổ vực thành cũng mở ra, một quang cháo to lớn xuất hiện ở trên bầu trời, bao phủ toàn bộ cổ vực thành ở trong đó. Trên tường thành, vô số binh sĩ đã lắp cung tiễn, cường giả tôn giả cảnh cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn họ không rõ ràng thánh địa mạnh như thế nào, nhưng bọn hắn rất rõ ràng La Tuấn mạnh bao nhiêu, chỉ ít lúc này bên cạnh La Tuấn có hơn một vạn cường giả tôn giả cảnh. Cái này đều là cường giả tôn. Giả cảnh có thể ngự không phi hành a, nếu bọn họ cùng nhau công thành, vậy đối với cổ vực thành mà nói, tuyệt đối là chí mạng, cho nên không người nào dám sơ suất. Trên tường thành, Đinh Thực Dược nhìn đám người Kiếm Cuồng ở phía dưới, trong mắt có vẻ ngưng trọng. Bởi vì mấy người này chí ít đều là tôn giả cảnh ngũ phẩm trở lên, hơn nữa từ trên người đối phương phát ra khí tức bén nhọn, trong cổ vực thành, ngoại trừ Dương Diệp cùng Thi Tổ, trong thế hệ trẻ cùng cảnh giới, sợ rằng chỉ Hiểu Vũ Tịch có thể đối kháng đối phương. Đây là thực lực của Thánh Địa sao? Đinh Thược Dược nhíu mày. Đúng lúc này, Kiếm Cuồng đột nhiên bay lên không trung, nhìn Đinh Thược Dược cầm đầu nói. Ngươi chính là dẫn đầu trong những người này. Ngươi chính là người của Thánh Địa. Đinh Thược Dược hỏi ngược lại. Kiếm Cuồng quét nhìn các huyền giả trên tường thành nói.
Thật là người không biết không sợ, dĩ nhiên vọng tưởng đối kháng thánh địa ta, chỉ bằng những người các ngươi. Thật là đáng tiếc đến cực điểm, đừng nói thánh địa ta không cho các ngươi cơ hội, hiện tại lập tức mở thành đầu hàng, mang Dương Diệp cùng người có quan hệ với Dương Diệp đến trước mặt cho ta, còn có một đường sinh cơ, bằng không, toàn bộ Nam Vực, tất cả huyền giả đều sẽ chôn cùng Dương Diệp. Cát, ngươi làm chúng ta sợ a? Trước kia người của thánh địa các ngươi còn cuồng hơn, kết quả thế nào? Còn không phải bị Dương Diệp miểu sát, thấy những vết máu dưới tường thành kia không, trong đó có người của thánh địa các ngươi. Phải, người của thánh địa gì kia thật đáng ghét, từng cái mũi chỉ lên trời, coi huyền giả đại lục chúng ta là hạ đẳng, bọn họ là người thượng đẳng. Phi, còn không phải giống như chúng ta, thậm chí ngay cả chúng ta cũng không bằng. Để toàn bộ huyền giả Nam Vực chúng ta chôn cùng Dương Diệp, thật nực cười, ngươi tính cái thứ gì? Ngươi xách giày cho Dương Diệp cũng không xứng, ngu ngốc, lão tử nhìn ngươi lớn lên giống như con ta, hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, hiện tại cút nhanh lên, miễn cho đợi Dương Diệp đi ra, ngươi ngay cả cơ hội cút cũng không có. Trên tường thành, huyền giả Nam Vực ngươi một câu ta một câu, làm kiếm cuồng giận dữ mà cười. Tốt, tốt, Dương Diệp của các ngươi không phải rất lợi hại sao? Để hắn đi ra, hắn không phải được xưng kiếm hoàng sao? Ta nhường hắn 10 kiếm được không? Cuồng vọng, để lão tử tới chơi với ngươi. Trên tường thành, một tôn giả cảnh nhìn kiếm cuồng giống giận một tiếng, sau đó nhìn về phía Đinh Thược Dược nói. Đinh cô nương, xin hãy mở đại trận hộ thành ra, để ta đi giáo huấn ra hỏa kia. Đinh Thược Dược nhìn đối phương nói. Lui ra, ta, tên huyền giả kia còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị Đinh Thược Dược trừng trở lại. Ở trong cổ vực thành, không người nào dám khinh thị nữ tử trước mắt, bởi vì nghe đồn nữ tử này là nữ nhân của Dương Diệp. Đương nhiên, trừ cái đó ra, bọn họ cũng cực kỳ bội phục nữ nhân này, bởi vì trong cổ vực thành tụ tập rất nhiều thế lực, những thế lực này đã từng thậm chí có ân oán, thâm cừu đại hận, thế nhưng ở dưới nữ nhân này quản lý đều thay đổi rất hài hòa, chí ít tạm thời là như vậy. Bởi vậy, Đinh Thược Dược ở cổ vực thành uy vọng rất cao, có rất ít người dám không tôn kính nàng. Thế nào, Dương Diệp không dám ra? Lúc này, kiếm cuồng bỗng nhiên cười khẩy nói. Thật làm người ta thất vọng, đây là kiếm hoàng của huyền giả đại lục. Ngay cả dũng khí đánh một trận cũng không có sao. Lẽ nào Dương Diệp kia không có chứng? Ha ha! Phía dưới, Thanh Phong cùng đám người kiếm ngạo cười phá lên, không kiêng nể gì cả. Mọi người trên tường thành giận không kiềm được, Hiểu Vũ Tịch nhíu mày, nhìn về phía Đinh Thược Dược, bất quá Đinh Thược Dược lắc đầu. Tuy thực lực của Hiểu Vũ Tịch có thể chống lại đối phương, thế nhưng nàng không thể mạo hiểm như vậy, bởi vì một khi Hiểu Vũ Tịch gặp chuyện không may, lấy tính cách của Dương Diệp, giết lên thánh địa cũng không phải không thể. Thấy Đinh Thược Dược lắc đầu, Hiểu Vũ Tịch do dự một chút, sau đó gật đầu. Dương Diệp từng nói với nàng, ở cổ vực thành, tận lực nghe Đinh Thược Dược an bài. Chậc chậc, thật là làm người ta thất vọng, nguyên lai kiếm hoàng của huyền giả đại lục là một con rùa đen. Ngay cả đánh một trận cũng không dám, thật làm cho người thất vọng. Không chung, kiếm cuồng lắc đầu, trên mặt tràn ngập châm chọc. Dương Diệp đâu, mau bảo Dương Diệp đi ra giết những hỗn đản thánh địa kia. Phải, để Dương Diệp đi ra giết hắn, để người thánh địa biết, huyền giả Nam Vực chúng ta căn bản không phải bọn họ có thể so sánh. Dương Diệp, Dương Diệp, Dương Diệp, Dương Diệp. Trên tường thành, vô số huyền giả Nam Vực hô to tên Dương Diệp. Đối với mọi người mà nói, Dương Diệp ở trong cùng giai là tồn tại vô địch, chỉ cần Dương Diệp xuất thủ, người thánh địa tới nhất định sẽ bị giết chết. Xa xa, La Tuấn nhìn thấy một màn này, sắc mặt âm trầm, tay phải nắm chặt thành quyền. Bởi vì hắn phát hiện, uy vọng của Dương Diệp ở trong huyền giả Nam Vực, so với uy vọng của hắn ở trong quân còn cao hơn rất nhiều. Dương Diệp này phải chết, không thì sẽ trở thành kình địch lớn nhất khi hắn thống nhất cả nhân loại. Nhìn thấy Dương Diệp ở Nam Vực có uy vọng cao như vậy, đám người kiếm cuồng cũng có chút kinh ngạc, bất quá vẫn không thèm để ý. Đối với bọn hắn mà nói, Dương Diệp có thể có chút chân tài thật học, nhưng có thể so sánh với bọn họ sao? Bọn họ cầm là đạo khí, tu luyện là kiếm kỹ đạo cấp, còn có thượng cổ kiếm tu truyền thừa, mà Dương Diệp thì sao? Hắn bất quá là một huyền giả của thế giới bị lãng quên. Cái gọi là kiếm hoàng, theo bọn họ, bất quá là trong núi không lão hổ hầu tử xưng đại vương mà thôi. Sắp tới một khắc đồng hồ trôi qua, Dương Diệp vẫn không có xuất hiện.
thanh âm trên tường thành càng ngày càng nhỏ. Dần dần, rất nhiều huyền giả trên tường thành có chút bất mãn. Có huyền giả thậm chí yêu cầu Đinh Thược Dược mở ra hộ thành đại trận, muốn đích thân xuất chiến, bất quá đều bị Đinh Thược Dược đè ép xuống, thế nhưng cũng bởi vì như thế, làm cho vô số huyền giả trên tường thành càng ngày càng tức giận. Nhìn thấy Dương Diệp vẫn không xuất hiện, Kiếm Cuồng lắc đầu, có chút bất mãn nhìn thoáng qua Lam Linh cùng Thanh Phong, vì loại mặt hàng này, dĩ nhiên khiến hắn từ thánh địa chạy tới nơi này, thật là lãng phí thời gian. Sao Dương Diệp không xuất hiện nhỉ? Cái này không giống như tính cách của hắn. Xa xa, La Tuấn thấp giọng nói. Gia Cát cau mày trầm tư một chút, đột nhiên hai mắt hắn trợn tròn, kinh hãi nói. Không tốt, Nhân Hoàng, mau trở lại quân doanh. La Tuấn đầu tiên là ngẩn người, chờ hắn hiểu ý tứ của Gia Cát, sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, đang chuẩn bị xoay người rút quân về, nhưng... Oanh! Một tiếng nổ ầm ầm vang vọng, tiếp theo, một cột lửa thật lớn phóng lên cao. Ngay sau đó, một đạo lôi điện từ không trung ầm ầm hạ xuống, vô số đạo long quyến phong xuất hiện ở trên bầu trời ngoài trăm dặm. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt La Tuấn tái nhợt, bất quá còn không có kết thúc. Oanh! Xa xa lại một tiếng nổ kinh thiên, một bàn tay khổng lồ xuất hiện, sau đó. Trong ánh mắt kinh hãi của đám người La Tuấn, bàn tay khổng lồ ầm hạ xuống. Một tiếng vang thật lớn, cả vùng run lên kịch liệt. Nhìn thấy một màn này, tất cả huyền giả trên tường thành đều sửng sốt, Dương Diệp đi công kích đại quân của La Tuấn. Nghĩ vậy, vô số huyền giả điên cuồng cười phá lên. Bởi vì lúc này đại quân La Tuấn không có cường giả tôn giả cảnh, Dương Diệp giết vào, kia là như hổ vào bầy dê, là một trận tàn sát. Đinh Thược Dược mỉm cười, trong lòng cũng thở dài một hơi, bởi vì lúc trước nàng chỉ biết Dương Diệp ra khỏi thành, thế nhưng không biết Dương Diệp đi nơi nào. Khi huyền giả Nam vực điên cuồng la tên Dương Diệp, trong lòng nàng cũng rất khẩn trương, bởi vì kỳ nàng sợ uy vọng của Dương Diệp ở trong lòng mọi người yếu bớt. Hiện tại xem ra, lo lắng của nàng là dư thừa. Dương Diệp, La Tuấn mang theo mọi người điên cuồng chạy về quân doanh, lấy thực lực của bọn họ, trăm dặm bất quá là trong nháy mắt. Khi bọn hắn đi tới đại quân, Dương Diệp đã không thấy hình bóng, mà trong đại quân, một mảnh hỗn độn, trên mặt đất. Có ít nhất hơn vạn thi thể, trong đó có linh giả cảnh, cũng có vương giả cảnh. Dương Diệp, La Tuấn ta không giết ngươi, thề không làm người. Nhìn hết thảy trước mắt, hai mắt La Tuấn đỏ đậm, thanh âm kia tựa như dã thú rít gào. Lúc này đám người Kiếm Cuồng xuất hiện, nhìn hết thảy trong sân, đám người Kiếm Cuồng khẽ nhíu mày, Kiếm Ngạo cười lạnh nói. Đây là huyền giả của thế giới vứt bỏ a, quả nhiên rất yếu. Trăm vạn đại quân lại bị một tôn giả cảnh giết vào giết ra, chật chật, thật là mất mặt. Câm miệng. Một đạo kiếm minh vang lên, sắc mặt đám người Kiếm Cuồng khẽ biến, chỉ thấy Nhân Hoàng kiếm trong tay La Tuấn ra khỏi vỏ, tiếp theo một đạo kiếm khí bạch sắc bắn phá trường không, trong nháy mắt tới trước mặt Kiếm Ngạo. Lớn mật. Kiếm Ngạo giận dữ, kiếm trong tay cũng ra khỏi vỏ, mang theo một đạo kiếm khí chém về phía kiếm khí bạch sắc của La Tuấn. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, vô số kiếm khí tứ tán, nhưng kiếm khí của La Tuấn không có tiêu thất, tốc độ không giảm xuyên qua trước ngực Kiếm Ngạo, cũng may ở thời khắc mấu chốt thân thể Kiếm Ngạo mạnh mẽ ngăn cản, làm cho trái tim tránh được kiếm khí bạch sắc, tuy như vậy, thế nhưng ngực của Kiếm Ngạo cũng xuất hiện một kiếm động to cỡ miệng chén. Ngươi muốn chết? Kiếm Ngạo vừa sợ vừa giận, vừa định động thủ, lúc này hơn một vạn cường giả tôn giả cảnh vây quanh, bao vây đám người Kiếm Cuồng lại. Đám người Kiếm Ngạo nheo mắt, môi Kiếm Ngạo giật giật, nhưng không dám động thủ, bởi vì hắn phát hiện, lúc này La Tuấn kia tựa hồ đang đứng ở sát biên giới điên cuồng. La Tuấn, ngươi muốn làm cái gì? Kiếm Cuồng trầm giọng nói. Từ khi La Tuấn xuất thủ, hắn biết, hắn có chút xem nhẹ vị Nhân Hoàng này. Hắn rất tự tin, thế nhưng nếu như La Tuấn thực phát rồi muốn giết bọn hắn, bằng vào đại quân cùng La Tuấn, coi như bọn họ có thể chạy đi. Ít nhất cũng phải để lại mấy người ở đây. La Tuấn hít sâu một hơi, sau đó trầm mặc nói. Lúc trước những người ở cổ vực thành nói không sai, bằng mấy rác dưới các ngươi, thực sự sách giày cho Dương Diệp cũng không xứng. Sắc mặt đám người Kiếm Cuồng biến đổi, kiếm hơi ra khỏi vỏ, lúc này La Tuấn đột nhiên lạnh giọng nói. Nếu như các ngươi dám động thủ, hôm nay ta nhất định tàn sát sạch các ngươi, ai cũng không bảo vệ được, các ngươi tin hay không? La Tuấn nói, làm cho mọi người chung quanh hơi sửng sờ,
lúc nào nhân hoàng khí phách như thế? Kiếm Cuồng trầm giọng nói. La Tuấn, ngươi biết đắc tội thánh địa ta sẽ là kết cục gì không? La Tuấn cười lạnh nói. Kết cục, ngươi nói cho ta nghe xem. Thành thật mà nói, ta đối với thánh địa của các ngươi nguyên bản còn rất kính trọng. Thế nhưng ta không nghĩ tới, người từ thánh địa đi ra đều là mặt hàng như các ngươi. Trợn to hai mắt của các ngươi ra nhìn, huyền giả đại lục này so với thánh địa các ngươi có lẽ rơi ở phía sau rất nhiều, thế nhưng thiên tài của thế giới này tuyệt đối sẽ không yếu hơn thánh địa các ngươi. Nói đến đây, La Tuấn xoay người rời đi, đi hai bước hắn tại ngừng tại, nhìn về phía Lam Linh nói. Lam Linh cô nương, ta có ý hợp tác với thánh địa, thế nhưng người từ thánh địa đi ra thật sự là quá không chịu nổi. Phiền phức Lam Linh cô nương trở lại nói cho người của thánh địa các ngươi biết, nếu thật có ý hợp tác với đỉnh Hán đế quốc ta, vậy phải người có thành ý đến. Sau cùng xin khuyên một câu, Lam Linh cô nương về thánh địa đi, đám người các ngươi đi tìm Dương Diệp, thành thật mà nói, thật tình là đi chịu chết. Trước kia nhìn thấy Dương Diệp tàn sát đại quân, La Tuấn đột nhiên hiểu một đạo lý, đó chính là muốn giết Dương Diệp, chỉ có dựa vào mình. Ký thác hy vọng vào trên người người khác, đó là chuyện cực kỳ ngu xuẩn, đặc biệt là ký thác vào trên người của thánh địa gì kia, càng ngu xuẩn trong ngu xuẩn. Nội tình thánh địa cực kỳ kinh khủng, đây tám à không thể nghi ngờ, thế nhưng người của thánh địa quá không coi ai ra gì, giao thủ với Dương Diệp, coi như là hắn nắm giữ tam vực cũng không dám có chút khinh thị cùng sơ suất, mà những người trước mắt này tốt rồi, từng cái cho rằng Dương Diệp không xứng làm đối thủ của bọn họ. Thật là một đám ngu ngốc. La Tuấn mang theo thủ hạ xoay người rời đi, đám người Kiếm Cuồng không ngừng rung động, thế nhưng không ai dám động thủ. Bởi vì một khi động thủ, vậy ý nghĩa đối địch với nhân hoàng, đối địch với nhân hoàng, lại cùng Nam vực Dương Diệp là địch, kia ý nghĩa cả thế giới nhân loại sẽ không đi trợ giúp thánh địa. Cái hậu quả này bọn họ không gánh nổi. La Tuấn rời đi, mang theo đại quân thối lui đến Loạn Ma Hải. Nhân hoàng, vì sao chúng ta không cường công? Triệu Trường Vân không hiểu nói. Lấy thực lực của chúng ta, muốn phá cổ vực thành, hoàn toàn có thể, chỉ là tổn thất lớn hơn một chút. Bất quá chỉ cần tiêu diệt Nam vực, chúng ta tu dưỡng một đoạn thời gian là được rồi. Dù sao đến lúc đó cả thế giới nhân loại đều ở trong tay chúng ta khống chế, muốn triệu tập một nhóm cường giả tôn giả cảnh, còn không phải dễ dàng. Dù phá cổ vực thành, nhưng chúng ta có thể giết được Dương Diệp. Sao? La Tuấn nói. Không giết được hắn, lấy thực lực cùng tiềm lực của hắn, chỉ cần cho hắn thời gian, tương lai nhất định sẽ thành đại địch của chúng ta, thậm. Chí coi như bán thánh cũng không làm gì được hắn. Cho nên, chúng ta bây giờ phải làm không phải chinh phục Nam vực, mà là giết chết Dương Diệp. Giết Dương Diệp, đỉnh Hán đế quốc ta mới không có hậu hoạn. Thực lực bản thân Dương Diệp ở trong tôn giả cảnh đã tương đương với vô địch, hiện tại lại thêm một thi tổ cùng không gian điêu. Đừng nói tôn giả cảnh, ngay cả cường giả hoàng giả cảnh bình thường sợ rằng cũng giết không chết hắn. Trừ khi hoàng giả cảnh ngũ phẩm trở lên. Hơn nữa chí ít còn cần hai gã hoàng giả cảnh ngũ phẩm trở lên, thế nhưng hắn có một sư phụ bán thánh. Triệu Trường Vân thấp giọng nói. La Tuấn trầm mặc một lát, sau đó nói. Gia Cát tiên sinh, nếu đỉnh Hán đế quốc ta toàn lực phối hợp ngươi, ngươi có thể tỉnh lại bao nhiêu nhân vật như thi tổ. Thân thể Gia Cát khẽ run nói. Nhân hoàng, sự tình này thật sự là thương thiên hòa. Xin nhân hoàng nghĩ lại. Dương Diệp không chết mới là thương thiên hòa, Gia Cát tiên sinh, phiền toái, có thể tỉnh lại bao nhiêu liền tỉnh lại bao nhiêu. La Tuấn trầm giọng nói. Gia Cát trầm mặc một lát, sau đó thấp giọng thở dài nói. Cũng được, dù ngày sau có báo ứng, Gia Cát gia ta cũng dốc hết sức gánh lấy. La Tuấn cũng không có phát hiện, lúc này trong mắt Gia Cát lại lóe lên vẻ hưng phấn. Chấm chấm chấm. Kiếm Cuồng, lẽ nào một kiếm này của ta ăn vô ích sao? Nhìn Kiếm Cuồng để đám người La Tuấn rời đi, Kiếm Ngạo tức giận trong nháy mắt bạo phát, căm tức nhìn Kiếm Cuồng. Kiếm Cuồng nhìn thoáng qua Kiếm Ngạo nói. Ngươi cho là mấy người chúng ta thật có thể chống lại hơn một vạn cường giả tôn giả cảnh cùng trăm vạn đại quân sao? Ta cũng không tin hắn thật dám ra tay với chúng ta. Kiếm Ngạo khinh thường nói. Lam Vân lắc đầu nói. Kiếm Ngạo, thu liễm lại tính tình của ngươi đi. La Tuấn kia giàu gì cũng là một vị nhân hoàng. Lúc trước người vũ nhục hắn như vậy, hắn có thể nào chịu được? Thỏ nóng này còn cắn người, huống chi một vị nhân hoàng nắm giữ trăm vạn đại quân. Còn nữa, hắn cũng không có yếu như người tưởng tượng,
ta biết lúc trước ngươi không có triển lộ ra toàn bộ thực lực, thế nhưng La Tuấn triển lộ toàn bộ thực lực sao? Lam Vân, sao người và muội muội ngươi luôn nâng uy phong người khác diệt sĩ khí của mình như vậy? Kiếm Ngạo bất mãn nói. Lam Vân nói rất đúng. Lúc này, một nam tử đột nhiên nói. Người ở thế giới bị lãng quên này cũng không có yếu như chúng ta tưởng tượng. Kiếm Tâm nói không sai. Một nam tử khác cũng gật đầu nói. Kiếm Ngạo, Kiếm Cuồng, các ngươi đều thu hồi lòng khinh thị đi, La Tuấn kia đã kiêng kỵ Dương Diệp như vậy, nghĩ đến đối phương tuyệt đối không phải là một người đơn giản, nếu các ngươi sơ suất, cẩn thận lật thuyền trong mương. Kiếm Tâm nhìn thoáng qua nam tử nói chuyện nói. Kiếm Mục, người cũng phát hiện. Kiếm Mục nhìn thoáng qua mặt đất nói. Các ngươi xem mặt đất này, đã lâu như thế, thế nhưng ở đây như trước lưu lại kiếm ý bén nhọn, nếu như ta không đoán sai, đây là lúc trước Dương Diệp kia lưu lại. Bằng vào kiếm ý đến xem, thực lực của người này tuyệt đối không kém, dù yếu hơn bọn ta, nhưng chênh lệch sẽ không lớn. Nghe được hai người nói chuyện, Kiếm Ngạo, Kiếm Cuồng còn có Lam Vân đều trầm mặc. Lần này đi ra, mặc dù tới Kiếm Cuồng dẫn đầu, nhưng bọn hắn tại không dám quên hai người trước mắt này, bởi vì nếu như không phải hai người này bất thiện ngôn từ, không thích nói chuyện, cầm đầu nhất định là một trong hai người. Như vậy rất tốt, bởi vì như vậy mới có ý tứ, nếu như hắn quá yếu, vậy không phải quá không thú vị sao? Kiếm Cuồng nói, những lời này ta tặng cho ngươi, ta cũng hy vọng ngươi không nên quá yếu, không thì thực sự quá không thú vị. Đúng lúc này, một nam tử xuất hiện ở trước mắt mấy người, ở bên trái nam tử là một bộ xương quỷ dị, trên vai là một con tử điêu manh manh. Người tới dĩ nhiên chính là Dương Diệp. Nhìn thấy Dương Diệp, đám người Kiếm Cuồng nhíu mày, sau đó Kiếm Cuồng bỗng nhiên cười lạnh nói. Nói vậy ngươi chính là Kiếm Hoàng, quả nhiên như Lam Linh nói, ngươi rất cuồng, rất ngạc nha. Ha ha, ngươi biết không, nếu như ngươi một mực co đầu rút cổ ở cổ vực thành, chúng ta thật đúng là không có biện pháp làm gì ngươi, thế nhưng không nghĩ tới ngươi tự mình đi ra. Ngươi sẽ vì ngươi tự phụ mà trả giá lớn. Dương Diệp nhìn mấy người, sau đó nói. Kỳ thực, ta với thánh địa các ngươi thực không có thâm cừu đại oán. Gì, mọi người hà tất người chết ta sống. Không bằng như vậy, do ta làm chủ, mọi người xuông đông chút rượu, hảo hảo nói chuyện, sau đó sự tình cứ như vậy đi qua, như thế nào? Nghe vậy mọi người hơi sững sờ, Dương Diệp là tới cầu hòa sao? Vẻ khinh thường trên mặt Kiếm Cuồng càng đậm, ngay cả trong mắt Kiếm Mục, Kiếm Tâm còn có Lam Vân cũng lộ ra khinh miệt, đây là Kiếm Hoàng của Huyền Giả Đại Lục. Cũng bất quá như vậy mà thôi. Ha ha! Thanh Phong bỗng nhiên cười phá lên, chỉ vào Dương Diệp nói. Ngươi bây giờ muốn cầu hòa, trước kia ngươi không phải rất nghiêu sao, ngươi không phải nói người của thánh địa chúng ta xách giày cho ngươi cũng không xứng sao. Thế nào, hiện tại cường giả thánh địa chúng ta tới, ngươi liền co đuôi. Ha ha, ta rất thất vọng, Kiếm Cuồng bỗng nhiên nói. Nguyên bản, ta đối với ngươi có chút mong đợi, bởi vì ta cũng muốn nhìn huyền giả của thế giới bị lãng quên này đến cùng có bao nhiêu yêu nghiệt, thế nhưng không nghĩ tới, nguyên lai không gì hơn cái này. Dương Diệp gật đầu nói. Ý của các ngươi là mọi người không thể nói chuyện rồi. Kiếm Cuồng mặt không biểu tình nói. Giết người thánh địa ta, phải chết. Lúc trước những người nam vực nhục thánh địa ta kia, cũng phải chết. Dương Diệp nhún vai, sau đó nhìn thiên không nói. Các vị tiền bối, thấy được chưa? Ta đã nói rồi, người ta căn bản sẽ không giải hòa, bất quá là tự rước lấy nhục mà thôi. Tuy đám người yêu hoàng đã quyết tâm không đi thánh địa, nhưng bọn hắn không muốn Dương Diệp cùng thánh địa ngươi chết ta sống, cho nên cố ý để Dương Diệp hạ thấp thái độ, nhìn có khả năng giải hòa hay không. Tùy ngươi xử trí. Trên bầu trời, truyền đến một giọng nói. Nghe vậy, Dương Diệp nhìn về phía đám người Kiếm Cuồng, sau đó nói. Là từng người lên, hay một đám lên? Một đám lên. Kiếm Cuồng giận dữ mà cười nói. Dương Diệp. Người cho rằng người là thứ gì? Cùng tiến lên, giết người cần chúng ta cùng tiến lên. Ba kiếm, trong ba kiếm không giết được ngươi, Kiếm Cuồng ta kiếp này không dùng kiếm nữa. Thật là một ngu ngốc a. Lúc này, thì tổ ở một bên bỗng nhiên nói. Lúc đầu chúng ta lại thua ở trong tay thánh địa ngu ngốc như vậy, bây giờ nghĩ lại, thật bi ai a. Muốn chết. Trường kiếm trong tay Kiếm Cuồng bỗng nhiên ra khỏi vỏ, mang theo một đạo kiếm quang đâm vào trước ngực thi tổ.
kiếm khí cùng lực lượng cường đại làm cho thi tổ lui về sau mấy bước, bất quá cũng chỉ như vậy. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt đám người Lam Vân khẽ biến, một kiếm này của kiếm cuồng có thêm bát trọng kiếm ý gia trì, hơn nữa trong tay cầm còn là đạo khí, nhưng chỉ làm cho đối phương lui vài bước. Khô lâu này rốt cuộc là thứ gì? Yếu, quá yếu, người của thánh địa đều kém như vậy. Thi tổ lắc đầu nói, sắc mặt kiếm cuồng dữ tợn lên, ở trước mặt rạch một cái nói. Tật phong kiếm vũ. Dứt lời, chỉ thấy kiếm của kiếm cuồng đột nhiên bay múa, vô số đạo kiếm khí thoáng hiện, trong nháy mắt bao vây thi tổ lại. Kiếm khí này phảng phất như hồ điệp xuyên hoa, từ ngoại hình nhìn rất yêu mỹ, thế nhưng uy lực cực kỳ kinh khủng, bởi vì ở dưới kiếm khí vũ động, những không gian kia dĩ nhiên cũng theo đó vặn vẹo lên. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp khẽ gật đầu, nhìn kiếm cuồng mỉm cười, kiếm cuồng này ít nhất là tôn giả cảnh ngũ phẩm trở lên, kiếm ý cùng kiếm kỹ cũng rất tốt, làm kiếm nô là thích hợp nhất. Không đúng, ngoại trừ kiếm cuồng, mấy người bên cạnh kia hẳn cũng không tệ. Nghĩ vậy, Dương Diệp nhìn về phía đám người kiếm cuồng, nụ cười trên mặt càng sán lạn. Một lát sau, kiếm khí tiêu tán. Còn quá yếu. Lúc này, thanh âm của thi tổ lần thứ hai vang lên. Sắc mặt đám người kiếm cuồng chân chính thay đổi, trong mắt mấy người lần đầu tiên có thần sắc ngưng trọng. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp lắc đầu, thân thể phòng ngự của thi tổ, ngay cả hắn dưới tình huống không thi triển kiếm vực cùng trảm thiên bạt kiếm thuật cũng không làm gì được đối phương, kiếm cuồng này làm sao có thể phá phòng ngự của hắn. Ngươi đến tột cùng là quái vật gì? Kiếm cuồng lạnh giọng nói. Hiện tại hẳn là đến lượt ta. Cần phải thi tổ đạp đất, thân hình kích xạ ra. Nắm tay xé rách không khí, mang theo một thanh âm bén nhọn chói tai. Kiếm cuồng nheo mắt, không dám khinh thường, huyền khí trong cơ thể tràn vào trường kiếm, sau đó đâm về phía thi tổ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, kiếm trong tay kiếm cuồng uốn lượn thành hình cung, mà bản thân kiếm cuồng thì bị lực lượng thân thể cường đại của thi tổ chấn bay mười mấy trượng. Thi tổ cười hắc hắc, đang chuẩn bị truy kích, lúc này, một đạo kiếm quang màu lam đậm bỗng nhiên đánh vào trên người hắn. Thi tổ bị đạo kiếm quang màu lam đậm này oanh lùi lại chừng 10 trượng, ở trước ngực hắn, có một vết kiếm nhợt nhạt. Nhìn thấy một màn này, trong mắt Dương Diệp lóe lên kinh ngạc, nhìn về phía Lam Vân, bởi vì lúc trước chính là nữ nhân này phát động kiếm khí. Nữ nhân trước mắt này lại có thể ở trên người thi tổ lưu lại vết kiếm. Kiếm ý của nàng tựa hồ không có đạt tới thập trọng A-hát. Phải biết, trừ khi hắn thi triển ra kiếm ý thập trọng, không thì đừng nghĩ thương tổn được thi tổ. Mà nữ nhân trước mắt tuyệt đối không có đạt được kiếm ý thập trọng. Gì, một kích chí mạng. Thi tổ nhìn về phía Lam Vân nói. Không nghĩ tới người dĩ nhiên biết thần thông thuật của cổ kiếm tu, thật làm cho ta ngoài ý muốn. Một kích chí mạng, thần thông thuật, đó là đồ chơi gì? Một bên, Dương Diệp hiếu kỳ nói. Thi tổ nhìn thoáng qua Dương Diệp nói. Thật bi ai, ngay cả điều này cũng không biết, ngươi là thế nào trở thành kiếm hoàng a? Một kích chí mạng này là một loại thần thông thuật của kiếm tu, nói như thế này, người tu luyện nó, có thể trong nháy mắt tăng kiếm ý lên gấp đôi, hắc hắc, lợi hại không? Nghe vậy, sắc mặt của Dương Diệp động dung, có thể trong nháy mắt tăng uy lực kiếm ý lên gấp đôi, nếu như hắn tu luyện, thì triển ra kiếm ý thập trọng, miểu sát tôn giả cảnh cửu phẩm cũng là chuyện dễ dàng. Thậm chí ở trên người khô lâu này lưu lại một vết sẹo cũng không phải không có khả năng. Người muốn học. Đúng lúc này, Lam Vân đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp không chút do dự gật đầu, nếu như thần thông thuật này rơi vào tay hắn, đây tuyệt đối là một đại sát khí, đặc biệt là thời điểm thi triển trảm thiên bạt kiếm thuật, kiếm ý gia trì, cộng thêm một kích chí mạng. Dương Diệp muốn đi giết cường giả hoàng giả cảnh rồi. Đáng tiếc ngươi không có cơ hội. Tay Lam Vân khẽ động, một đạo kiếm khí màu lam đậm nhanh như tia chớp bắn về phía Dương Diệp, nơi kiếm khí đi qua. Không gian trực tiếp vỡ ra. Dương Diệp vẫn không nhúc nhích, tùy ý kiếm khí kia đánh vào trên người hắn. Kiếm khí đánh vào trên người Dương Diệp, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, đạo kiếm khí kia dĩ nhiên bắn vào trong thân thể Dương Diệp, sau đó, không có sau đó rồi. Làm sao có thể? Ánh mắt đám người kiếm cuồng tràn đầy vẻ khó tin. Trên mặt Dương Diệp lộ ra thần tình thoải mái, hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Lam Vân nói. Không sai, so với kiếm ý cùng kiếm khí trước đây ta gặp thì lợi hại hơn, tới, tiếp tục tới, ta bảo chứng không hoàn thủ.
sau khi tới kiếm ý cửu trọng có thể hấp thu kiếm ý đối thủ, đương nhiên, đó là chỉ ở thời điểm kiếm ý của mình trên đối phương. Nữ nhân trước mắt này là kiếm ý cửu trọng, mà hắn là kiếm ý thập trọng. Hấp thu kiếm khí cùng kiếm ý của đối phương, Dương Diệp mơ hồ có trực giác, đó chính là kiếm ý thận trọng cũng không phải điểm cuối cùng, trên kiếm ý thận trọng hắn còn có thập nhất trong hoặc cái gì khác. Bởi vì sau khi hắn hấp thu kiếm ý cùng kiếm khí của đối phương, dĩ nhiên cảm thấy kiếm ý của mình tựa hồ xảy ra một ít biến hóa vi diệu. Không có khả năng. Trong mắt Lam Vân lóe lên hàn quang, ngọc thủ khẽ động, một đạo kiếm khí dài chừng 10 trượng như lưu tinh bắn nhanh về phía Dương Diệp. Lúc này đây, Lam Vân hiển nhiên không có giữ lại thực lực, kiếm ý cửu trọng phun ra ngoài, ra chỉ ở trên kiếm khí, nơi kiếm khí đi qua, không gian bị vỡ ra một cái khe thật dài. Dương Diệp vẫn không né tránh, tương phản, trong mắt càng lộ ra vẻ hưng phấn. Ở trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, đạo cơ chiếm khí kia bắn vào trong cơ thể Dương Diệp, sau đó tại không tiếng vang. Lúc này đây, sắc mặt đám người kiếm cuồng chân chính thay đổi. Như nghĩ tới điều gì, ánh mắt Lam Vân lộ ra vẻ kinh hãi. Ngươi căn bản không phải là kiếm ý cửu trọng, ngươi là kiếm ý thập trọng, làm sao có thể, ngươi dĩ nhiên tăng kiếm ý lên tới thập trọng. Nghe Lam Vân nói, sắc mặt đám người kiếm cuồng đại biến, kiếm cuồng như mất hồn nói. Làm sao có thể, tại sao hắn có thể là kiếm ý thập trọng địa cảnh? Nói xong, trường kiếm trong tay huy nhanh. Vô số đạo kiếm khí ở dưới kiếm ý ra trì như mưa bắn nhanh về phía Dương Diệp. Dương Diệp vẫn không né tránh, tùy ý những kiếm khí kia bắn vào trong cơ thể hắn. Sau khi hấp thu kiếm khí của kiếm cuồng, Dương Diệp lắc đầu nói. So với nữ nhân kia, người kém hơi nhiều, bất quá cũng coi như tạm được, tới, tiếp tục tới. Không thể không nói, chúng ta đều xem nhẹ ngươi. Lam Vân trầm giọng nói. Địa cảnh thận trọng. Ở trong thế hệ trẻ tuổi của Thánh Địa ta, ngoại trừ tổ trưởng kiếm tổ, không có bất kỳ người nào có thể đạt được kiếm ý thận trọng, không nghĩ tới một kiếm tu ở thế giới bị lãng quên dĩ nhiên đạt tới. Ta thừa nhận, chúng ta sẽ bị người áp chế, chỉ là người thật nghĩ người bằng vào kiếm ý thập trọng có thể thắng dễ dàng chúng ta. Trừ ngươi ra, hôm nay tất cả người của Thánh Địa ở đây đều phải chết. Thân hình Dương Diệp khẽ động, hóa thành một đạo hắc tuyến bắn mạnh về phía kiếm cuồng. Kiếm xích trong tay như thái sơn áp đỉnh tàn nhẫn đập xuống. Kiếm cuồng kinh hãi, trường kiếm trong tay vội vã đón đỡ, oanh một tiếng vang thật lớn, cả người kiếm cuồng bị Dương Diệp đập xuống trong đất. Dương Diệp đang chuẩn bị thừa thắng xông lên, lúc này kiếm tâm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, cũng không thấy kiếm tâm có động tác gì, vô số linh kiếm do huyền khí biến ảo quỷ dị xuất hiện ở bốn phía Dương Diệp, linh kiếm cấp tốc di động tới, rất nhanh thì hợp thành một vòng kiếm trận hình tròn. Giết! Kiếm tâm gầm lên, những kinh kiếm kia đột nhiên vòng vo, sau đó bắn. Mạnh tới Dương Diệp. Oanh! Một cổ kiếm ý kinh khủng từ trong cơ thể Dương Diệp càn quét ra, ở dưới kiếm ý trùng kích, những linh kiếm kia nhất thời quân tính tan rã. Mà đúng lúc này, kiếm tâm đột nhiên xuất hiện ở phía sau Dương Diệp, cùng lúc đó, một thanh kiếm hiện lên hàn quang xuất hiện ở sau gáy Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp híp lại, thân hình xoay chuyển, không có né tránh. Kiếm xích trong tay đập về phía đầu của đối phương. Đột nhiên, kiếm tâm quỷ dị tiêu thất ở tại chỗ, xuất hiện ở trên đỉnh đầu Dương Diệp, tiếp theo vô số kiếm tâm xuất hiện ở bốn phía, vô số thanh huyền kiếm từ bốn phương tám hướng đâm tới. Dương Diệp hừ lạnh một tiếng, kiếm xích trong tay thẳng tắp rơi xuống. Bành! Một thanh âm buồn bực vang lên, vô số kiếm tâm trong nháy mắt tiêu thất, một nhân ảnh liên tiếp lui về phía sau, phải mấy chục thước mới dừng lại. Ngươi là kiếm tâm thông minh giả. Lúc này khóe miệng kiếm tâm chảy ra vết máu, nhìn Dương Diệp, trong mắt ngưng trọng không gì sánh được. Kiếm cuồng từ lòng đất nhô ra vốn muốn động thủ, thế nhưng nghe kiếm tâm nói, hắn ngừng lại, lúc này đây trong mắt hắn không có khinh thị, thay vào đó là khiếp sợ. Chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Lúc này Lam Vân bỗng nhiên nói. Đã chậm. Dương Diệp cười hắc hắc, thân hình khẽ động, lần thứ hai đi tới trước mặt kiếm cuồng. Kiếm xích đập tới đầu kiếm cuồng. Kiếm cuồng hoảng hốt, muốn tránh né, nhưng lại không thể, bởi vì tốc độ của Dương Diệp thực quá nhanh, nhanh đến hắn căn bản không kịp né tránh. Bất đắc dĩ, chỉ có thể lần thứ hai dùng đạo khí trong tay nghênh đón. Bành! Khóe miệng kiếm cuồng co giật, cánh tay tê dại, sau đó cả người lần thứ hai lún vào trong đất. Lúc này đây, Dương Diệp không có cho đối phương cơ hội, thả người nhảy lên,
rơi vào trong hầm. Một bên kiếm tâm, kiếm mục còn có Lam Vân vừa định viện trợ, một đạo huyết quang trong nháy mắt bắn tới, cản trở ba người. Đã nói một mình đấu, thế nào, muốn lật kèo. Thi tổ cười cười, huyết nhận trong tay không ngừng chuyển động. Ngươi là người ma đạo. Lam Vân bỗng nhiên nói. Cái gì? Đám người kiếm ngạo cả kinh, thất thanh nói. Thời điểm đại lục còn chưa bị cường giả vứt bỏ, cường giả đỉnh phong trên đại lục cũng không yêu hơn thánh địa bao nhiêu. Thời kỳ kia, vạn đạo đua tiếng, ma đạo chính là một đạo trong đó. Vào lúc đó, huyền giả đại lục có thể tạo thành uy hiếp với thánh địa. Đám người kiếm ngạo không biết lúc đó huyền giả đại lục cùng thánh địa xảy ra chuyện gì, bọn họ chỉ biết vô số cường giả thánh địa ly khai thánh địa đi tới huyền giả đại lục, sau đó rất nhiều cường giả của huyền giả đại lục tiêu thất. Mà Khô Lâu trước mắt này dĩ nhiên là nhân vật ở một vạn năm ngàn năm trước. Ha ha, không nghĩ tới bị nhận ra. Thi tổ phát ra tiếng cười âm hiểm làm người sợ hãi nói. Thánh địa, bản tổ cũng bởi vì các ngươi mới biến thành hôm nay, vốn cho rằng thù này kiếp này khó báo, không nghĩ tới các ngươi tự mình đi ra thánh địa, đây thật là trời cũng giúp ta. Nói xong, huyết nhận trong tay thi tổ chém ngang ra, một đạo huyết quang lấp lóe, đánh về phía đám người kiếm ngạo. Đám người Lam Vân thất kinh, không dám khinh thường, vội vã thi triển ra các loại kiếm kỹ, trong lúc nhất thời, giữa sân kiếm khí ngang dọc. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trên mặt đất. Lão quỷ, đừng giết nữ nhân kia. Nhìn thi tổ cùng mấy người đánh nhau, Dương Diệp vội vàng nói. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện hắn sai rồi. Bởi vì hắn phát hiện, bốn người thánh địa liên thủ, thi tổ lại bị áp chế, nếu như không phải thân thể thi tổ cường hãn, chỉ sợ sớm đã bị giết chết. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp không lo ngược lại còn thích, bởi vì những người này càng mạnh càng tốt. Hắn vốn nghĩ hơn 10 kiếm nô tu vi tôn giả cảnh của mình thực lực không tệ, thế nhưng so sánh với mấy người trước mắt này còn kém rất nhiều. Nếu như có thể luyện chế những người này thành kiếm nô, kia không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Bành! Một đạo kiếm khí màu lam đậm đánh vào trên đầu thi tổ, thân thể thi tổ bay ra vài chục trượng. Sau khi đánh bay thi tổ, đám người Lam Vân cũng không có tuyển chọn tiếp tục công kích, mà thần sắc đề phòng nhìn Dương Diệp. Kiếm cuồng đâu? Lam Vân trầm giọng hỏi. Dương Diệp cười nói. Đã chết. Ngươi muốn chết. Lam Vân nói. Ta biết ngươi rất yêu nghiệt, thế nhưng ngươi thực sự nghĩ ngươi có thể đối kháng thánh địa chúng ta. Lần này kiếm tổ chúng ta gặp phải ngươi, đúng là một bi kịch, bởi vì chúng ta bị kiếm ý thập trọng của ngươi áp chế, muốn thắng ngươi không có khả năng. Thế nhưng ngươi nên biết, thánh vệ đội chúng ta không đơn giản chỉ có kiếm tổ, còn có đao tổ, ảnh tổ, thương tổ. Các ngươi nguyên bản muốn ta chết, không phải sao? Dương Diệp nói. Còn nữa, ta không biết thánh vệ đội là cái thứ gì, ta chỉ muốn nói cho các ngươi biết, thánh địa các ngươi tới bao nhiêu, ta giết bấy nhiêu. Cuồng vọng. Kiếm ngạo cả giận nói. Dương Diệp, người thật là người không biết không sợ, chờ người thấy được thực lực chân chính của thánh địa. Người sẽ phát hiện, phản kháng cùng suy nghĩ của người buôn cười như thế nào. Đừng nói chúng ta không cho ngươi cơ hội, bây giờ ngươi mở thành đầu hàng, đồng thời theo chúng ta đi thánh địa chịu đòn nhận tội, nể tình thiên phú của ngươi, thánh địa chúng ta còn có thể lưu ngươi một mạng, không thì ngươi sẽ chết không có chỗ chôn, không chỉ người chết, tất cả người có liên hệ với người cũng sẽ chết. Ngu ngốc! Thân hình Dương Diệp khẽ động, bắn mạnh về phía kiếm ngạo, mà thi tổ ở một bên cũng không nhàn rỗi, thân hình khẽ động. Theo Dương Diệp lao về phía đám người Lam Vân. Đối với những người của thánh địa này, Dương Diệp thật không có hảo cảm, một cái so một cái cuồng vọng, một cái so một cái cao ngạo, đã đến loại thời điểm này, tại vẫn muốn uy hiếp hắn. Để hắn mở thành đầu hàng, chịu đòn nhận tội, đầu những người này đều là não heo sao. Nhìn thấy Dương Diệp cùng thi tổ lao tới, sắc mặt đám người Lam Vân biến đổi, mấy người không dám có chút sơ suất, vội vã thi triển các loại kiếm kỹ. Nhưng đáng tiếc là, kiếm khí cùng kiếm ý của bọn họ đối mặt Dương Diệp, lực sát thương hầu như hóa thành không. Mà không có kiếm khí cùng kiếm ý, lực lượng thân thể của bọn họ, cộng thêm đạo khí cũng căn bản không phá được thân thể Dương Diệp phòng ngự. Chiến một hồi, Dương Diệp càng thêm hài lòng, những người này kiếm ý thấp nhất cũng là bát trọng, kiếm ý đều rất sắc bén, cơ sở cực kỳ vững chắc, ý thức chiến đấu mạnh, nếu như không phải gặp hắn, mấy người này liên thủ. Sợ rằng có thể cùng An Nam Tĩnh Cầm Liệt Thiên đánh một trận. Đáng tiếc, kiếm ý của mấy người bị kiếm ý thập trọng của hắn áp chế,
một chút uy lực cũng không phát huy ra được. Suy, rất nhanh, một đạo kiếm quang xuyên qua trước ngực kiếm ngạo ngã xuống. Các ngươi đi, ta che chở các ngươi. Lúc này Lam Vân bỗng nhiên nói, sau đó một cổ khí tức kinh khủng từ trong cơ thể nàng như hồng thủy vỡ đê bạo phát ra. Hoàng giả cảnh, Dương Diệp cùng Thi Tổ cả kinh. Khí tức của Lam Vân không ngừng kéo lên, không được một hồi, khí tức kinh khủng thâm trầm như biển, làm cho Dương Diệp chau mày, bởi vì hắn xác thật cảm thụ được khí tức của đối phương đã không phải tôn giả cảnh nên có, nhưng muốn nói có thể so với hoàng giả cảnh, tựa hồ còn kém một chút. Tỷ, người mầu dừng lại, thi triển bí thuật sẽ tổn hại tư chất của ngươi. Xa xa, nhìn thấy khí tức của Lam Vân không ngừng kéo lên, Lam Linh kinh hãi nói. Lam Vân ngươi dừng lại, hắn không làm gì được chúng ta. Trong thanh âm của kiếm mục cũng mang cho vẻ lo lắng. Không còn kịp rồi. Một bên, kiếm tâm trầm giọng nói. Mà trong mắt Thanh Phong lại hiện lên hưng phấn cùng dữ tợn nói. Lam Vân, hiện tại mọi người chúng ta liên thủ, nhất định có thể chém giết Dương Diệp này. Các ngươi đi nhanh, trở lại thánh địa. Lam Vân nhìn chằm chằm Dương Diệp, mà nói là nói với đám người kiếm tâm. Nếu như đơn độc đối mặt Dương Diệp, có lẽ nàng có lòng tin cùng mấy người liên thủ đối phó, thế nhưng bên cạnh Dương Diệp còn có một thi tổ, trên vai Dương Diệp còn có Tử Điêu một mực không ngừng quan sát bọn họ. Đi! Dương Diệp lắc đầu nói. Ai cũng không đi được. Cuồng vọng! Thanh Phong gầm lên, ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên quỷ dị tiêu thất ở tại chỗ, tốc độ so với trước chí ít nhanh hơn 2 lần. Tiếp theo, đám người kiếm tâm nhìn thấy đầu của Thanh Phong bay ra ngoài, mà Dương Diệp đã về tới tại chỗ. Thật đáng ghét. Dương Diệp lắc đầu, sau đó dùng đầu cà cà Tử Điêu nói. Không để cho bọn họ trốn. Tử Điêu gật đầu, tử quang nhàn nhạt xuất hiện ở trên tiểu trảo của nàng. Nhìn thấy Thanh Phong trong nháy mắt bị miểu sát, con người đám người Lam Vân co rụt lại, ánh mắt rơi vào trên chân Dương Diệp, Lam Vân nói. Không nghĩ tới người thậm chí ngay cả giày cũng là đạo khí. Nói xong, Lam Vân quay đầu nhìn về phía mấy người kiếm tâm nói. Không có nghe lời nói của ta sao? Hiện tại các ngươi lập tức đi ngay. Lão quỷ, không nên hủy hoại thân thể của bọn họ. Dương Diệp nhàn nhạt nói. Thi tổ cười hắc hắc, thân hình khẽ động, bắn mạnh về phía đám người kiếm tâm. Cùng lúc đó, Tử Điêu cũng bay lên không trung, ở trên tiểu trảo của nàng, dần hiện ra một đạo tử quang. Cùng lúc đó, Dương Diệp vung tay phải lên, 10 tên kiếm nô tôn giả cảnh cũng xuất hiện ở giữa sân. 10 tên kiếm nô tôn giả cảnh thân hình khẽ động, vây quanh đám người kiếm tâm, ngăn chặn đường lui của mấy người. Lam Vân hơi biến sắc, vừa định viện trợ, Dương Diệp đã chắn trước mặt nàng, sắc mặt Lam Vân trầm xuống nói. Dương Diệp, người quả thật muốn cùng thánh địa ta không chết không ngớt. Lúc trước ta muốn giải hòa với các ngươi không muốn, không có biện pháp, đã như vậy, ta chỉ có thể cùng các ngươi không chết không ngớt. Dương Diệp nhún vai nói. Đã như vậy, vậy ngươi đi chết đi. Tay trái Lam Vân vỗ về phía Dương Diệp, một bàn tay khổng lồ xuyên thấu không gian, trong nháy mắt đánh về phía Dương Diệp. Cùng lúc đó, thân hình khẽ động bắn mạnh tới, kiếm quang cắt về phía cổ của Dương Diệp. Lúc này đây, tốc độ cùng uy lực của nàng so với trước chỉ ít mạnh hơn gấp 5 lần. Sắc mặt của Dương Diệp bất biến, U Minh quỷ hỏa cùng Thanh Vân tử điện từ trong cơ thể hắn bay ra. Sau đó hóa thành một đoàn hỏa quang cùng một đạo lôi trụ đánh tới bàn tay khổng lồ, cùng lúc đó kiếm xích quét ngang ra, cùng Lam Vân kiếm hung hăng va chạm. Oanh! Bàn tay khổng lồ của Lam Vân bị Thanh Vân tử điện cùng U Minh quỷ hỏa oanh tứ phân ngũ liệt, hóa thành năng lượng khắp bầu trời. Bành! Sau đó một tiếng nổ vang lên lần nữa, kiếm xích cùng kiếm của Lam Vân hung hăng đập vào nhau, hỏa hoa văng khắp nơi, ngoài ý liệu là Lam Vân không có lui nửa bước. Mà Dương Diệp thì lùi lại vài chục bước mới dừng. Bất quá Dương Diệp cũng thở dài một hơi, bởi vì này chứng minh Lam Vân không phải cường giả hoàng giả cảnh, thực lực của đối phương tăng lên, vô hạn tiếp cận cường giả hoàng giả cảnh, nhưng lại không phải cường giả hoàng giả cảnh chân chính. Đương nhiên, dù đối phương là cường giả hoàng giả cảnh chân chính hắn cũng không sợ, sau khi tu vi tới tôn giả cảnh lục phẩm, hắn đã sớm muốn cùng cường giả hoàng giả cảnh đánh một trận. Vẻ ngưng trọng trong mắt Lam Vân càng dày đặc, bởi vì nàng phát hiện tựa hồ còn đánh giá thấp thực lực của Dương Diệp, sau khi nàng không tiếc dùng bí thuật để thăng thực lực tới Ngụy Hoàng giả cảnh, cư nhiên vẫn không có chiếm được tiện nghi gì.
Hiện tại nàng có chút minh bạch tại sao La Tuấn kia kiêng kỵ Dương Diệp như vậy. À, đúng lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết, trong lòng Lam Vân cả kinh, nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Kiếm Mục đã nằm ở trên mặt đất. Sau đó ở trong ánh mắt kinh hãi của Lam Vân, Kiếm Tâm cũng ngã trên mặt đất. Giữa sân chỉ còn lại nàng cùng muội muội. Đừng giết nữ nhân kia. Dương Diệp bỗng nhiên nói. Nữ nhân kia là muội muội của Lam Vân, hắn cần đối phương sống, bởi vì hắn rất muốn biết thần thông thuật nhất kích chí mệnh, còn có bí thuật đột nhiên tăng thực lực này. Nữ nhân trước mắt này thi triển bí thuật khẳng định cao hơn kiếm linh bí thuật, bởi vì kiếm linh bí thuật không cách nào để cho hắn đạt được tu vi của hoàng giả cảnh. Thần sắc Lam Vân dữ tợn lên, nhìn Dương Diệp nói. Dương Diệp, nguyên bản ngươi cùng thánh địa chúng ta còn có khả năng giải hòa, nhưng hiện tại, ngươi đã tự tay hủy diệt khả năng này, ngươi sẽ vì cử chỉ của ngươi mà trả giá to lớn. Dương Diệp lắc đầu nói. Sắc mặt của thánh địa người thật sự là khó coi, ngươi nên rõ ràng một chút, muốn đối địch với ta vẫn luôn là các ngươi tới cổ vực thành trêu chọc ta trước. Được rồi, ta đại nhân có đại lượng, không tính toán chuyện này với các ngươi, muốn giải hòa với các ngươi, nhưng các ngươi lại không chịu. Vẫn muốn diệt ta. Hiện tại các ngươi giết không được ta, bị ta giết, thực lực yếu hơn ta, liền làm ra bộ dáng này, như là ta cố ý đối kháng thánh địa các ngươi vậy, các ngươi còn muôn mặt sao? Lam Vân muốn nói gì, nhưng Dương Diệp khoát tay áo nói. Dù sao nói cái này cũng không có ý nghĩa, ta lưu tính mạng tỉ muội các ngươi, là hy vọng đạt được thần thông thuật nhất kích chí mệnh cùng bí thuật đề thắng cảnh giới. Nếu như ngươi không nói, yên tâm. Ta sẽ có biện pháp cho người nói, đương nhiên, trừ khi bây giờ người tự bạo đan điền. Nằm mơ. Đây là Lam Vân trả lời. Dương Diệp cười lạnh một tiếng, huyền khí tràn vào thần toa, sau đó hóa thành một đạo hắc tuyến bắn mạnh về phía Lam Vân. Con người Lam Vân co rụt lại, mới định động thủ, đột nhiên một cổ lực lượng kinh khủng xuất hiện ở bốn phía nàng, kiếm ý cả người nàng nhất thời bị áp tán, nàng ngẩn người, sau đó thất thanh kinh hãi nói. Kiếm vực. Người dĩ nhiên lĩnh ngộ kiếm vực. Lam Vân vừa dứt lời, kiếm xích của Dương Diệp vỗ vào bả vai của nàng, lực lượng khổng lồ làm cho Lam Vân tê liệt té trên mặt đất. Làm càn, dám giết người thánh địa ta. Đúng lúc này, một tiếng hét phẫn nộ vang lên ở chân trời, sau đó thiên không xuất hiện một đại thủ mang theo uy áp ngập trời vỗ về phía ba người Dương Diệp. Cường giả hoàng giả cảnh chân chính. Dương Diệp biến sắc, không kịp nghĩ nhiều, tay phải chiêu cái. Đạo khí của kiếm ngạo cùng cổ sao xuất hiện ở trong hai tay hắn, sau khi đạo khí xen vào cốt khí, huyền khí trong cơ thể Dương Diệp điên cuồng tràn vào cổ sao, kiếm ý thận trọng không giữ tại chút nào bạo phát, sau đó tay phải chém ra. Bành! Đạo khí ứng tiếng vỡ vụn. Một đạo kiếm khí phóng lên cao, hung hăng bổ vào bàn tay khổng lồ. Oanh! Một tiếng nổ kinh thiên vang vọng lên, ở trong ánh mắt kinh hãi của đám người Lam Vân. Bàn tay của cường giả hoàng giả cảnh khẽ run lên, sau đó oanh một tiếng vỡ vụn ra, vô số mảnh nhỏ năng lượng như pháo hoa trút xuống, thanh thế cực kỳ kinh người. Nhìn thấy một màn này, trong lòng hai tỷ muội Lam Vân cùng Lam Linh. Kinh hãi tột đỉnh, thực lực của Dương Diệp này lại có thể đơn độc chống lại cường giả hoàng giả cảnh. U! Chân trời truyền đến một tiếng kinh dị, sau đó một lão giả xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, lão giả nhìn Dương Diệp nói. Không nghĩ tới huyền giả đại lục vẫn còn có thiên tài như ngươi, bất quá tôn giả cảnh lục phẩm, lại có thực lực như vậy. Lấy thiên phú cùng thực lực của ngươi, dù ở trong thánh địa ta cũng có thể đứng vào trước 20. Đáng tiếc, giết người của thánh địa ta, nhất định phải chết. Lão giả đang muốn động thủ, lúc này Mạc Lão đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, quải trượng trong tay Mạc Lão kích xạ ra. Lão giả thánh địa kinh hãi, thất thanh nói. Bán thánh. Lão giả mới vừa nói xong, quải trượng liền xuyên qua trước ngực của hắn. Phốc! Lão giả phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược ngàn trượng. Không giết ngươi, là muốn ngươi trở lại nói cho cái thánh địa gì kia của các ngươi biết, sau này nếu thánh địa dám phái cường giả hoàng giả cảnh tới đối phó hắn, tới bao nhiêu ta giết bấy nhiêu. Mạc lão nói. Ngươi! Lão giả kia muốn nói cái gì? Mạc lão cắt ngang nói. Nói nhãm nữa! Vậy ngươi cũng không cần đi. Nghe vậy, lão giả kia không dám hé răng, xoay người xé rách không gian, trực tiếp tiêu thất ở tại chỗ. Mạc lão xoay người nhìn về phía Dương Diệp, gật đầu nói. Không tệ, so với ta dự đoán thì trưởng thành nhanh hơn,
cũng mạnh hơn nhiều. Lấy tôn giả cảnh lục phẩm có thể chống lại hoàng giả cảnh, cho dù là kiếm tông tổ sư năm đó cũng không đạt tới trình độ như ngươi. Bất quá vẫn còn kém, thánh địa sẽ không từ bỏ ý đồ, đỉnh hán đế quốc cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu bọn họ xuất thủ lần nữa, khả năng không phải là đối với ngươi, mà là đối với ta, cho nên ngươi phải mau chóng đạt tới hoàng giả cảnh. Dương Diệp gật đầu, sau đó hỏi. Mạc lão cũng biết thánh địa. Mạc lão khẽ gật đầu nói. Biết một ít, biết kiếm tông tổ sư không? Lấy thực lực vô địch của hắn năm đó cũng kiêng kỵ thánh địa ba phần, cho nên nếu như ngươi không muốn chết, vậy phải cố gắng tăng tu vi lên. Không thì, ta cũng không bảo vệ được ngươi. Thần sắc của Dương Diệp ngưng trọng, trong lòng khinh thị thánh địa cũng tiêu thất, năm đó thực lực của kiếm tông tổ sư kinh khủng bao nhiêu. Lấy thực lực của hắn cũng kiêng kỵ thánh địa, mình bất quá tôn giả cảnh, có tư cách gì đi khinh thị thánh địa. Hiện tại không có cường giả hoàng giả cảnh ra tay với mình, ở trong tôn giả cảnh trong, mình quả thật không có uy hiếp gì, thế nhưng nếu một ngày kia quy tắc ước định biên mật, khi đó mình lại nên như thế nào? Bát quá Dương Diệp rõ ràng, loại sự tình thực lực này, cấp bách không được. Hắn hiện tại, cần chính là thời gian, rất nhiều thời gian. Gần đây La Tuấn khả năng có đại động tác, chính ngươi cẩn thận một ít. Mạc lão nói xong tiêu thất ở tại chỗ. Sư phụ của ngươi nói không sai, ngươi phải cẩn thận. Lúc này, thì tổ cũng nói. Thời đại viễn cổ, thánh địa đã từng xuất thế giết chết rất nhiều cường giả của đại lục, những cường giả này phần lớn đã chết, thế nhưng càng nhiều hơn là lợi dụng các loại phương pháp phong ấn mình, chờ đợi sống lại. Tỷ như ta cũng là bởi vì dùng một môn bí pháp, giữ lại ý thức cùng xương cốt của mình. Dương Diệp nhướng mày, thực lực của thi tổ cũng đã kinh khủng như vậy, nếu như đối phương kêu gọi nhiều một chút, đây chẳng phải là ngay cả cường giả hoàng giả cảnh cũng có thể tàn sát. Dương Diệp trầm ngâm chỉ chốc lát nói. Nếu ngươi sinh ở thời đại viễn cổ, vậy hẳn cũng hiểu phương pháp sống lại, chúng ta không thể trước bọn họ một bước sống lại những tên kia. Thi tổ lắc đầu nói. Ban đầu ở đại lục có một siêu cấp thế gia, tên là Gia Cát Thế Gia, trong gia tộc bọn họ có một phải thần thông thuật tên là Thất Tinh Tục Mệnh Pháp, chỉ dùng loại thần thông thuật này cộng thêm bí pháp của chúng ta, mới có thể khiến chúng ta sống qua hơn một vạn năm. Cũng chỉ có dùng bí pháp độc hữu của Gia Cát Gia mới có thể tỉnh lại chúng ta, để chúng ta sống tại. Bất quá điều này cần trả giá rất nhiều, tỉ như lúc đầu ta sống lại, phải dùng tiên huyết cùng sát khí của mấy trăm vạn nhân khấu. Dương Diệp nheo mắt nói. La Tuấn là nhân hoàng, hắn dám làm như thế sao? Nếu như hắn không làm như vậy, làm sao đối phó ngươi? Thi tổ nói. Ngươi hôm nay, chỉ sợ coi như là cường giả hoàng giả cảnh cũng không thể tùy tiện giết ngươi, chỉ tỉnh lại những lão gia hỏa kia mới có thể đối phó ngươi. Ta phải nhắc nhở ngươi một chút, đừng khinh thị những lão quái vật kia, thiên phú cùng tiềm lực của bọn họ có thể không bằng ngươi, nhưng bọn hắn đều tu luyện mấy trăm năm. Thậm chí hơn 1000 năm, thực lực bản thân là tuyệt đối ở trên ngươi. Dương Diệp gật đầu nói. Yên tâm, ta sẽ không khinh thị bất kỳ đối thủ nào. Dù đỉnh hán đế quốc giết không được ngươi, thánh địa ta cũng sẽ diệt ngươi. Lúc này Lam Vân bỗng nhiên nói. Đừng tưởng rằng ngươi có một sư phụ bán thánh, chúng ta liền không làm gì được ngươi, nội tình cùng thực lực của thánh địa ta, viễn siêu ngươi có khả năng tưởng tượng. Nếu các ngươi lợi hại như vậy, vì sao còn tới huyền giả đại lục chúng ta cầu cứu? Dương Diệp nhàn nhạt nói. Chúng ta là đang bảo vệ các ngươi, lẽ nào các ngươi không nên ra chút lực sao? Lam Vân trầm giọng nói. Dương Diệp bật cười nói. Đừng nói giỡn, ta từ thái độ của các ngươi, chỉ thấy được các ngươi coi rẻ thế giới này, các ngươi sẽ vì bảo hộ chúng ta mà liều chết với những nghịch loại huyền giả kia. Đặt ở 10 vạn năm trước, có lẽ tổ tiên các ngươi sẽ thực sự làm như vậy. Thế nhưng hiện tại, ta không tin. Nếu nghịch loại huyền giả xuất thế, thánh địa ta có nguy cơ, lẽ nào huyền giả đại lục ngươi sẽ không có? Lam Vân nói, chờ bọn hắn đi tới huyền giả đại lục, chúng ta sẽ đối phó bọn họ, không cần các ngươi hỗ trợ. Dương Diệp nói, cuồng vọng. Trong mắt Lam Vân mang theo khỉnh bỉ nói, ngươi thật là người không biết không sợ, thực lực cùng nội tình thánh địa ta hùng hậu như vậy. Cũng cực kỳ kiêng kỵ nghịch loại huyền giả, không dám lấy lực lượng thánh địa đơn độc chống lại bọn chúng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Dương Diệp lắc đầu nói. Người của thánh địa các ngươi thật thiếu tính giác ngộ, bây giờ ngươi cần lo lắng không phải ta có thể chống lại được thánh địa cùng nghịch loại huyền giả hay không, mà là ngươi và muội muội ngươi.
đừng nói với ta cái gì ta không dám giết các ngươi, ta cũng không muốn nói nhảm, nói ra thần thông thuật nhất kích chí mệnh cùng bí thuật để thăng cảnh giới đi, ta cho tỉ muội các ngươi một cái thống khoái, không thì ngươi có thể sẽ chết không nhắm mắt. Dương Diệp muốn luyện chế đối phương thành kiếm nô, sau đó thu hoạch ký ức đối phương, thế nhưng như vậy sẽ có chỗ thiếu hụt, đó chính là lấy được ký ức không đầy đủ, thậm chí còn sẽ thất bại. Thần thông thuật kia với hắn mà nói rất trọng yếu, hắn không dám mạo hiểm. Lam Vân nhìn chằm chằm Dương Diệp, không nói gì, hiển nhiên là muốn phản kháng đến cùng. Dương Diệp gật đầu nói, ta minh bạch ý của ngươi. Nói xong, Dương Diệp nhìn thoáng qua Lam Linh, sau đó lạnh nhạt nói. Lột hết y phục của nàng, ném vào trong đại quân huyền thú, chết sống bất luận. Sắc mặt Lam Linh trong nháy mắt trắng bệch, hoảng sợ nhìn Dương Diệp. Ngươi dám! Lam Vân giận dữ. Động thủ! Dương Diệp nhàn nhạt nói, hắn sẽ không thương hại địch nhân. Bởi vì hắn biết rõ, nếu hắn chết, lúc những người này tàn sát thân nhân của hắn, tuyệt đối sẽ không mềm lòng. Ha ha! Thi tổ âm trầm cười, thân hình khẽ động, bắn về phía Lam Linh. Ta nói! Đúng lúc này, Lam Vân bỗng nhiên nói. Nhìn Dương Diệp, trong mắt Lam Vân lần đầu tiên có vẻ sợ hãi, bởi vì nàng nghĩ người trước mắt này căn bản không giống như huyền giả của huyền giả đại lục, trái lại như nghịch loại huyền giả không kiêng nể gì cả, chuyện gì cũng dám làm. Nói đi! Dương Diệp ngăn thi tổ nói. Lam Vân hít sâu một hơi, sau đó nói. Ta có một yêu cầu, bằng không dù chúng ta chết, ngươi cũng không chiếm được nhất kích chí mệnh cùng bí thuật kia. Tha mạng của ngươi là tuyệt đối không có khả năng. Dương Diệp nói. Lam Vân nói. Thả muội muội ta đi, lấy thực lực của nàng đối với ngươi căn bản sẽ không có bất cứ uy hiếp gì, ta chỉ có điều kiện này. Nếu ngươi không đáp ứng, chúng ta nguyện ý tự bạo đan điền. Tỷ, muốn đi thì cùng đi. Lam Linh bỗng nhiên nói. Câm miệng. Lam Vân quát. Lam Linh hiển nhiên có chút sợ Lam Vân, nhất thời không dám lên tiếng, chỉ không ngừng rơi lệ. Đừng như vậy. Dương Diệp nói. Làm giống như ta là người tội ác tày trời vậy, nên nhớ, là các ngươi muốn tới giết ta à. Lam Vân nói. Ta chỉ có điều kiện này, nếu ngươi đáp ứng, ta lập tức nói thần thông thuật cùng bí thuật cho ngươi biết. Về phần ta biết, rơi vào tay ngươi, ngươi căn bản sẽ không để ta sống. Thông minh. Dương Diệp cười cười, sau đó nhìn về phía Lam Linh nói. Ngươi có thể đi, lần sau đừng rơi vào trong tay ta, trừ khi ngươi còn có vị tỷ tỷ thứ hai cứu ngươi. Còn nữa, hiện tại cũng đừng nói với ta cái ngoan thoại gì, bởi vì như vậy sẽ chỉ làm ngươi lập tức chết, hiểu chưa? Lam Linh cúi đầu, không cho Dương Diệp thấy màu sắc trong mắt nàng, trầm mặc một hồi, sau đó xoay người rời đi. Chờ Lam Linh biến mất, Dương Diệp nói. Nói đi, chớ cùng ta đùa giỡn hoa chiêu gì, bởi vì ta có thể bảo chứng, ta sao biết được ngươi nói là thật hay giả. Còn nữa, cũng đừng theo ta chơi tự bạo, bởi vì nếu ngươi như vậy, ta có thể cam đoan, ta cuối cùng có một ngày nhất định sẽ giết chết muội muội ngươi. Đừng dùng ánh mắt này nhìn ta, nếu như ngươi lật lọng, tin tưởng ta, ngươi sẽ rất hối hận. Lam Vân nhìn Dương Diệp một lát, huyền khí trong cơ thể vừa mới bắt đầu sao động đã chậm rãi ngừng lại. Rất nhanh, Dương Diệp chiếm được hắn mong muốn. Nhất kích chí mệnh chia làm 3 tầng, tầng thứ nhất có thể trong nháy mắt tăng uy lực kiếm ý lên gấp đôi, tầng thứ hai có thể để thăng tới gấp 3, về phân tầng thứ ba có thể tăng tới gấp 5 lần. Chỉ là nhất kích, chí mệnh này cực khó tu luyện, bởi vì đối với tu luyện giả yêu cầu cực cao. Đầu tiên, cảnh giới kiếm ý của tu luyện giả nhất định phải đạt được bát trọng trở lên, còn cần đạt được kiếm tâm thông minh. Điểm trọng yếu nhất là tu luyện giả cần điều khiển kiếm ý đạt đến một trình độ cực kỳ kinh khủng, cũng chính là áp xúc kiếm ý trở thành một điểm, sau đó kíp nổ ra. Dương Diệp đạt được hai yêu cầu trước, thế nhưng phía sau hắn tạm thời không đạt được, bởi vì hắn bây giờ mới biết, nguyên lai kiếm ý có thể có rất nhiều loại phương thức công kích cùng tác dụng. Bất quá Dương Diệp tự tin, bởi vì hắn dù sao cũng là kiếm ý thận trọng, muốn đạt được nhất kích chí mệnh tầng thứ nhất chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Khiến Dương Diệp ngạc nhiên không phải nhất kích chí mệnh, mà là bí pháp có thể đề thăng thực lực tên là Nhiên Ý. Vì bí pháp Nhiên Ý dĩ nhiên dựa vào lợi dụng kiếm ý đề thăng thực lực, cũng chính là dùng kiếm ý của mình kích thích tiềm lực, sau đó đạt được đề thăng thực lực ngắn ngủi. Kiếm ý càng mạnh, có thể tăng lên thực lực lại càng cao. Thực lực của Lam Vân là tôn giả cảnh thất phẩm,
lợi dụng nhiên ý bí pháp để thăng thực lực, tuy còn không có trở thành hoàng giả cảnh chân chính, nhưng tuyệt đối trên tôn giả cảnh cửu phẩm, nghiêm chỉnh mà nói, tính là nguy hoàng giả cảnh. Mà kiếm ý của hắn là thập trọng, sau khi thiêu đốt kiếm ý. Dương Diệp ngẫm lại liền hưng phấn. Bất quá nhiên ý bí pháp này cũng có khuyết điểm, đó chính là sau khi sử dụng, kiếm ý sẽ rút lui một giai. Điều này làm cho Dương Diệp có chút bồn bực, rút lui một giai kiếm ý, đây đối với kiếm tu mà nói, không thể nghi ngờ là sự tình rất khó tiếp nhận, đặc biệt là đối với hắn, hắn có thể đề thăng kiếm ý tới thập trọng, là bởi vì CDO đại cơ duyên, nếu như rút lui, lúc nào mới có thể đạt được thập trọng. Cho nên không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, Dương Diệp sẽ không dễ dàng dùng nhiên ý bí pháp. Một cát sau, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Lam Vân. Động thủ đi. Hai mắt Lam Vân khép hờ, chờ chết. Như ngươi mong muốn. Kiếm xích trong tay Dương Diệp đập về phía Lam Vân, hắn là sẽ không thương Hương Tiếc Ngọc. Dừng tay. Đúng lúc này, Đinh Thược Dược cùng Hiểu Vũ Tịch đột nhiên xuất hiện ở cách đó không xa, Dương Diệp hơi dừng lại một chút, kiếm xích ngừng lại. Sao vậy? Dương Diệp nhìn về phía Đinh Thược Dược, không hiểu nói. Đinh Thược Dược đi tới trước mặt Dương Diệp nói. Nàng là người của Thánh Địa, nàng nên biết tin tức Thánh Địa mà chúng ta không biết, người giết như vậy, thật sự là quá đáng tiếc, cho ta có chỗ đại dụng. Muốn ta bán đứng Thánh Địa? Lam Vân bỗng nhiên cười lạnh nói. Đinh Thược Dược khẽ mỉm cười nói. Thánh Địa các ngươi lợi hại như vậy, dù chúng ta biết thì như thế nào, nói không chừng sau khi chúng ta biết Thánh Địa các ngươi lợi hại, sẽ không dám đối địch với các ngươi a. Còn nữa, dù chúng ta biết một ít tình huống của Thánh Địa, lấy thực lực của chúng ta chẳng lẽ còn có thể đi đánh Thánh Địa sao? Đã như vậy, ngươi nói cho chúng ta biết, lại không tổn thương được Thánh Địa, ngươi có thể sống, vì sao không nói chứ? Cái khẩu tài này. Dương Diệp chậc lưỡi, Đinh Thược Dược khuyên người làm kẻ phản bội lại còn có thể khuyên đường hoàng như thế. Lam Vân nhìn Đinh Thược Dược một lát, sau đó nói. Được, ta nói. Dương Diệp hơi sững sờ, sau đó liếc nhìn Lam Vân nói. Dược liệu, người phải cẩn thận một chút, nữ nhân này cũng không phải dễ trêu. Dược liệu. Đinh Thược Dược nao nao, nhìn thoáng qua Dương Diệp nói, ngươi là đang nói ta. Thược Dược không phải một vị thuốc sao? Dương Diệp cười nói. Nói như thế nào hiện tại mọi người cũng coi như bằng hữu, gọi người Đinh cô nương có chút xa cách a. Dương Diệp nghĩ, nhất định phải cùng Đinh Thược Dược đánh tốt quan hệ, bởi vì nàng có thể đối phó Hiểu Vũ Tịch cùng Tần Tịch Nguyệt, còn có thể đối phó rất nhiều sự tình không thể dùng vũ lực để giải quyết. Nói chung, cùng nàng đánh tốt quan hệ, tuyệt đối là không sai. Đinh Thược Dược nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó mang theo Lam Vân rời đi. Thi tổ rất tự giác, thân hình khẽ động, tiêu thất ở tại chỗ, giao không gian cho Dương Diệp cùng Hiểu Vũ Tịch. Tử Điêu thì không tự giác như vậy, từ đầu đến cuối đều bá chiếm bả vai của Dương Diệp, tiểu trào thỉnh thoảng gãi gãi lỗ tai, hoặc dùng đầu nhỏ cọ cọ gò má của Dương Diệp. Hiểu Vũ Tịch đi tới trước mặt Dương Diệp, tay khẽ động, năm thanh kiếm xuất hiện ở trước mặt nói. Đây là chúng ta lợi dụng thế lực của mình lấy được cho ngươi năm thanh đạo khí, dùng tiết kiệm một chút. Nhìn năm thanh đạo khí, Dương Diệp mỉm cười, cộng thêm năm thanh đạo khí của Thánh Địa, hiện tại hắn đã có 10 thanh đạo khí, 10 thanh đạo khí liền ý nghĩa có thể thi triển 10 lần Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Bất quá vừa nghĩ tới thi triển một lần liền hủy một thanh đạo khí, tâm Dương Diệp đau không dứt. Xem ra sau khi giải quyết uy hiếp đến từ La Tuấn, phải đi Thánh Địa một chút. Dương Diệp thấp giọng nói. Cổ sao kiếm, nếu có cơ hội hắn nhất định phải bắt được. Bởi vì đây là giúp đỡ kiếm linh cũng là giúp chính hắn. Ngươi cẩn thận chút. Hiểu Vũ Tịch thấp giọng nói. Tuy cha ta không tính được tương lai của ngươi, nhưng lại có thể tính đến tương lai của chúng ta. Mặc dù bây giờ thiên cơ đã triệt để hỗn độn, không cách nào suy đoán tương lai, thế nhưng hắn vẫn mơ hồ cảm giác được, tương lai chúng ta có đại kiếp nạn. Đại kiếp nạn. Hai mắt Dương Diệp híp lại, hít sâu một hơi, sau đó kéo Hiểu Vũ Tịch vào trong ngực nói. Bất kể là đỉnh Hán Đế Quốc hay Thánh Địa, hay nghịch loại huyền giả còn chưa đi ra kia, ta cũng sẽ không để cho bọn họ thương tổn các ngươi. Vũ Tịch, mấy ngày nay ta biết ngươi cùng Thanh Thi rất lo lắng, tin tưởng ta, loại cuộc sống này rất nhanh sẽ kết thúc. Hiểu Vũ Tịch khẽ gật đầu, hai tay ôm lấy Dương Diệp. Trong thời gian kế tiếp, Dương Diệp bắt đầu bế quan. Chuyên tâm tu luyện cùng nghiên cứu nhất kích chí mệnh,
Cổ Vực Thành cũng gia tăng huấn luyện đại quân, cùng lúc đó, ở dưới Đại Tần Đế quốc hiệu triệu, Nam Vực cuồn cuộn không ngừng có huyền giả tới, trọng yếu nhất là tất cả mọi người của Phù Văn Sư Công Hội tới. Không chỉ như vậy, bọn họ còn mang đến vô số phù lục cùng với các loại đại trận. Bởi vì Phù Văn Sư Công Hội gia nhập, sĩ khí của toàn bộ Cổ Vực Thành tăng nhiều, cộng thêm chuyện Dương Diệp giết người của Thánh Địa truyền ra, toàn bộ Cổ Vực Thành sĩ khí bành trướng đến độ cao kinh khủng. Hiện tại sĩ khí của Cổ Vực Thành, dù nói đi tàn sát nhân hoàng, sợ rằng mọi người cũng dám. Trung vực xuất hiện một màn quỷ dị, bầu trời địa vực mà đỉnh Hán Đế quốc thống lĩnh, xuất hiện một màn sáng màu đỏ, đó là huyết mạc. Huyền Minh Thành là một thành thị có hơn 5.000 vạn dân, ở trong vô số thành lớn của đỉnh Hán Đế quốc tính là trung đẳng. Lúc này trong Huyền Minh Thành, không có một tia sinh khí, bầu trời cả thành bị một màn sáng màu đỏ quỷ dị che lấp, ở dưới màu đỏ màn sáng, hiện đầy từng ngọn đèn nhỏ, cực kỳ quỷ dị. Ở vị trí trung ương Huyền Minh Thành, có thi cốt một con rết dài ngàn trượng, thân to hơn 10 thùng nước tắm to. Ở xung quanh Ngô Công Cốt, là từng dòng máu như sông nhỏ, sông máu này không ngừng hội tụ về phía Ngô Công Cốt, ở dưới huyết dịch không ngừng tươi rót, Ngô Công Cốt đang dần dần phát sinh biến hóa rất nhỏ. Ở trước mặt Ngô Công Cốt không xa là Gia Cát cùng La Tuấn. Nhân Hoàng, đây là Phi Thiên Ngô Công ở thời kỳ viễn cổ, chuyên. Môn ăn long cùng Huyền Vũ mà sống, cùng Long tộc và Huyền Vũ tộc là tử địch. Lúc đầu bởi vì trêu chọc thánh địa xuất thế. Tinh nhuệ trong tộc bị tàn sát hết, Long tộc cùng Huyền Vũ tộc mượn gió bẻ măng, bộ tộc bị tàn sát hầu như không còn, Phi Thiên Ngô Công trước mắt này có thể nói là con cuối cùng của huyền giả đại lục chúng ta. Gia Cát nói, so với thị tổ thì như thế nào? La Tuấn trầm giọng nói. Gia Cát trầm ngâm chốc lát nói. Hai người ai cũng không làm gì được ai, bởi vì thân thể song phương đều là bán thánh, nghĩ muốn tiêu diệt đối phương. Trừ khi cảnh giới một phương đạt tới hoàng giả cảnh. Bất quá Phi Thiên Ngô Công có một ưu thế, đó chính là tốc độ, ở dưới toàn lực, dù hoàng giả cảnh cũng không có khả năng đuổi kịp. La Tuấn khẽ gật đầu nói. Lúc trước nhận được tin tức, Thánh Địa đã phái ra một choàng giả cảnh cửu phẩm đi gặp lão tổ của ta. Ta nghĩ, đối phương nhất định là bởi vì trước kia sư phụ bán thánh của Dương Diệp đánh thương nặng một vị cường giả hoàng giả cảnh của Thánh Địa mới đến. Nếu như ta không đoán sai, Thánh Địa có thể sẽ xuất thủ với sư phụ của Dương Diệp. Gia Cát nói. Chúc mừng Nhân Hoàng, nếu như Thánh Địa thực sự diệt sát bán thánh kia, đỉnh Hán Đế quốc chúng ta nhất định có thể ở trong khoảng thời gian ngắn nhất thống thế giới nhân loại. La Tuấn nói. Người mau chóng tỉnh lại Hoang Cổ Cự Nhân, Thôn Thiên Kim Bằng, Tuyệt Độc Đạo Nhân cùng với Phi Thiên Ngô Công kia. Ta hy vọng ở thời điểm Thánh Địa xuất thủ với cường giả bán thánh, chúng ta có thể phối hợp bọn họ nhất cử giết chết thế lực Nam Vực. Chỉ thống nhất thế giới nhân loại, đỉnh Hán Đế quốc ta mới có sức đối mặt Thánh Địa, ta cũng không hy vọng đến lúc đó đỉnh Hán Đế quốc ta đối mặt Thánh Địa, là tư thế thần phục. Thế nhưng sợ rằng huyết khí còn chưa đủ. Gia Cát nói, vậy cứ tiếp tục giết, thẳng đến đủ mới thôi. La Tuấn mặt không chút thay đổi nói. Gia Cát vui vẻ nói, vâng. Vì sống lại một ít yêu thú cùng huyền giả cường đại ở thời kỳ viễn cổ, La Tuấn trực tiếp hạ lệnh tàn sát mười mấy thành thị, toàn bộ Ti Ân vực sắp tới 1 ức nhân khẩu bị hiến tế. La Tuấn ra tay làm cho một ít thế gia và tông môn của Trung vực cực kỳ phản cảm, bất quá mọi người đều giận mà không dám nói gì, bởi vì đã từng có một tông môn đứng ra phản đối, nhưng hiện tại tông môn kia đã tiêu thất khỏi Trung vực. Giờ khắc này mọi người mới hiểu được, ở Trung vực, đỉnh Hán Đế quốc đã có thực lực tuyệt đối. Căn bản không phải bất kỳ một thế gia hoặc tông môn nào có thể đối kháng. Hiện tại mọi người chỉ có 2 con đường, một là đầu nhập vào Nam Vực, hai là tiếp tục theo đỉnh Hán Đế quốc. Không ai đi đầu nhập vào Nam Vực, bởi vì không ai xem trọng Nam Vực. Dương Diệp không chỉ là tử địch với đỉnh Hán Đế quốc, hiện tại cùng Thánh Địa nháo thành tử địch, đi đầu nhập vào Nam Vực, thì tương đương với cùng Thánh Địa là tử địch. Bọn họ cũng không phải Dương Diệp, dám đối kháng Thánh Địa. Tuy như vậy, thế nhưng La Tuấn làm vẫn để cho Trung vực oán khí tận trời, bất quá La Tuấn không quan tâm, với hắn mà nói, nếu như có thể hy sinh một số người đổi lấy thế giới nhân loại nhất thống, đừng nói 1 ức, dù 10 ức cũng cực kỳ đáng giá. Cổ Vực Thành. Trên luyện võ trường đứng một chi quân đội do cường giả tôn giả cảnh cùng linh giả cảnh tạo thành, nhân số cùng huyền thú cộng lại chỉ 2.000, thế nhưng thực lực chỉnh thể cả chi quân đội rất mạnh, là một chi quân đội mạnh nhất trong Nam vực hiện nay.
Lúc này tất cả mọi người mang theo ánh mắt hưng phấn nhìn một người trước mắt bọn họ, Dương Diệp. Không thể không nói, lúc này danh vọng của Dương Diệp ở Nam Vực đã đạt đến một độ cao siêu nhiên, thậm chí sư phụ bán thánh của hắn cũng không bằng. Bởi vì hắn làm được sự tình mà trong lịch sử Nam Vực chỉ có kiếm tông tổ sư làm được, đó chính là một người một kiếm làm cho huyền giả Trung Vực sợ. Kiếm tông tổ sư và sự tình huy hoành của hắn là truyền thuyết, thế nhưng Dương Diệp không phải, Dương Diệp làm những chuyện kia, bọn họ đều nhìn ở trong mắt, có thể nói, bao quát một ít đệ tử kiếm tông đều sốc rằng, thành tựu của Dương Diệp đã vượt qua kiếm tông tổ sư lúc đầu, chí ít ở thời điểm trẻ tuổi. Huyền thú đối với Dương Diệp cũng cực kỳ tôn kính, dù sao thực lực của Dương Diệp bày ở nơi đó. Đương nhiên, chúng nó đối với con tử điêu trên vai Dương Diệp càng tôn kính. Bởi vì sau khi con tử điêu kia tiếp thu được truyền thừa, huyết mạch lại tăng lên một bậc, đối mặt với huyền thú huyết mạch thấp, là có lực trấn nhiếp cường đại. Dương Diệp nhìn mọi người, khẽ gật đầu, sau khi cường giả tôn giả cảnh cùng huyền thú tổ hợp lại, tuy tạm thời còn không cách nào đối kháng tinh nhuệ của La Tuấn, thế nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần cho những người cùng huyền thú này một ít thời gian, ngày sau nhất định sẽ không yếu hơn tinh nhuệ của Trung Vực. Bởi vì có Phù Văn Sư cùng Yêu Hoàng tài trợ, chỉ quân đội này bất kể là trang bị hay tài nguyên tu luyện, đều là lấy không bao giờ hết để hình dung. Dương Diệp nói, chư vị, hẳn các ngươi rất rõ ràng chúng ta phải đối mặt là địch nhân như thế nào, bọn họ là đỉnh Hán đế quốc, là tất cả tinh nhuệ của Trung Vực, còn có thánh địa thần bí cường đại kia. Đỉnh Hán đế quốc tới Nam Vực, là muốn chinh phục chúng ta, khiến chúng ta thần phục La Tuấn hắn, làm tay sai của hắn, chúng ta có đáp ứng không? Thánh địa tới nơi này, là muốn chúng ta mở thành đầu hàng, thậm chí tự sát tạ tội, đền mạng cho người của bọn họ, chúng ta có thể đáp ứng không? Không đáp ứng. Thanh âm của mọi người đâm thẳng thương khung. Dương Diệp nói, nhân loại ta cùng huyền thú từ trước tới nay có thù hận không nhỏ, thế nhưng ta phải nói cho các người biết, chúng ta phải buông cừu hận trong tay, đồng tâm hiệp lực liên thủ, bởi vì chỉ như vậy, chúng ta mới có thể chống lại đỉnh Hán đế quốc cùng thánh địa, bằng không. Chờ đỉnh Hán đế quốc công phá Nam Vực, như vậy cơ nghiệp cùng hết thảy nguyên bản thuộc về các ngươi, đều sẽ thuộc về người khác, thậm chí ngay cả mạng cũng sẽ thuộc về người khác, hiểu chưa? Tổ Lật Úp há có chứng lành, La Tuấn cùng người của hắn chinh phục Nam Vực chúng ta, những linh địa của Nam Vực, còn có địa bàn nguyên bản thuộc về chúng ta, nhất định sẽ bị những thế gia cùng tông môn kia cướp giật. Kiếm Hoàng, người yên tâm, sở dĩ chúng ta đứng ở chỗ này, cũng là bởi vì chúng ta hiểu những đạo lý kia. Phải, chúng ta đi tới nơi này, liền đại biểu chúng ta quyết tâm. Kiếm Hoàng, ngươi là hy vọng của toàn bộ Nam Vực chúng ta nguyện ý theo ngươi cùng đỉnh Hán đế quốc quyết chiến đến cùng. Dù cuối cùng chúng ta thất bại, nhưng chúng ta tin tưởng, ngày sau ngươi nhất định có thể báo thù cho chúng ta. Nói nhãm, chúng ta sẽ bại sao? Ngay cả tên ẻo lả như La Tuấn cũng làm nhân hoàng, chúng ta sẽ thua hắn. Để hắn nằm đại mộng đi, Kiếm Hoàng. Ta có thể có cái yêu cầu hay không? Lần sau ngươi đi đánh lén đại quân La Tuấn, có thể mang ta theo hay không? Yên tâm, ta quyết không kéo chân sau của ngươi. Cũng mang ta con mẹ nó đã sớm muốn làm chết La Tuấn kia. Chiến, 1. Bên ngoài cổ vực thành, một tên nam tử mặc áo xanh ngự kiếm đứng trên không, nam tử khoảng 20 tuổi, mày kiếm mắt sáng, tóc dài xõa vai, mang hộp kiếm màu đen, tay trái cấm tảng đá kỳ dị. Tay phải thả lỏng phía sau, trong tay là một thanh mộc kiếm. Trên mặt nam tử không có bướng bỉnh và xem thường của đám người thánh địa, có chỉ có thản nhiên và thong dong, hắn đứng đó, kiếm ý nội liếm, trên người không có chút khí tức cao ngạo nào. Hiện tại, huyền giả trong cổ vực thành đều có cái nhìn mới về thánh địa. Lúc thánh địa lại phải cường giả đến huyền giả đại lục, La Tuấn vốn không muốn đến xem đối phương giao thủ với Dương Diệp, bởi vì hắn rất phản cảm người của thánh địa. Cho rằng đối phương đến khẳng định đều là người tự cho là đúng. Nhưng hiện tại nhìn thấy Tả Đăng Phong, La Tuấn ngạc nhiên, bởi vì hắn từng nhìn thấy khí độ cùng khí chất của đối phương trên một người khác, đó chính là An Nam Tĩnh. Về phần Dương Diệp căn bản không có khí độ cùng khí chất như vậy, hắn chỉ có thị sát khát máu và vô lại. Xem ra người thánh địa cũng không phải không chịu nổi như trong tưởng tượng. Ánh mắt La sinh ra hứng thú. Hắn đang chờ mong người này giao thủ với Dương Diệp. Lúc Dương Diệp bay ra khỏi cổ vực thành, vào lần đầu tiên nhìn thấy Tả Đăng Phong, không thể không nói, gia hỏa trước mặt thuận mắt hơn đa số người thánh địa nhiều, ít nhất đối phương không có lỗ mũi chỉ lên trời. Tả Đăng Phong nhìn Dương Diệp,
sau khi hắn cẩn thận dò xét Dương Diệp, nói. Kiếm khí của các hạ ác liệt, lại có thể ảnh hưởng cảm xúc của kiếm trong hộp kiếm, có lẽ các hạ là huyền giả đại lục kiếm hoàng. Khó trách đám người của ta lại bại trong tay của ngươi. Dương Diệp nói. Ngươi là người trẻ tuổi thứ hai làm cho ta cảm thấy nguy hiểm, không thể không nói, trước kia ta đã xem thường thánh địa. Tả Đăng Phong ánh mắt lộ ra một tia ngạc nhiên, nói. Dùng thực lực kiếm ý thập trọng của ngươi, thanh niên trên huyền giả đại lục còn có người uy hiếp được ngươi sao? Đương nhiên, ta cũng không phải là khinh thường huyền giả đại lục, linh khí trên đại lục hiện nay mỏng manh, truyền thừa sói mòn, trong mắt của ta, có một người như ngươi đã là hiếm thấy. Nếu hôm nay ngươi không chết, có lẽ có cơ hội nhìn thấy nàng. Dương Diệp nói. Tả Đăng Phong nao nao, sau đó cười nói. Hôm nay ta đến huyền giả đại lục là vì phụng mệnh thánh địa đến giết ngươi. Nói thực ra, ta có chút không muốn giết ngươi, bởi vì trong mắt của ta, có một kiếm tu cường đại làm đối thủ cạnh tranh, có thể tôi luyện kiếm đạo của ta. Nhưng đáng tiếc, ngươi giết nhiều người thánh địa chúng ta, sư phụ của ngươi lại trọng thương cường giả thánh địa, ngươi và chúng ta không còn khả năng hòa hoãn với nhau, tôn nghiêm của thánh địa không thể bị sỉ nhục. Còn không tới đi. Dương Diệp đã cầm kiếm. Tả Đăng Phong khẽ gật đầu, hắn nâng một kiếm lên và nói. Ta 5 tuổi tu kiếm, đến bây giờ đã 17 năm, ta giao thủ với kiếm tu chưa từng thất bại. Trong kiếm đạo, ta cảm thấy vô địch là cô độc cùng tịch mịch, nghĩ đến ngươi khẳng định cũng có cảm giác này. Ta hy vọng ngươi không làm cho ta thất vọng. Vào lúc hắn nói ra lời cuối cùng, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, một đạo kiếm khí đã xuất hiện trước mặt Dương Diệp, vào lúc kiếm khí còn cách Dương Diệp một trượng, kiếm khí khẽ run lên. Sau đó hóa thành 10 đạo, 100 đạo, 1000 đạo kiếm khí. Chỉ trong nháy mắt đã bao phủ tất cả phương vị chung quanh Dương Diệp. Thật mạnh, chỉ một kiếm đã làm nhiều người giật mình. Trong mắt Dương Diệp mang theo ngưng trọng, bởi vì đối phương vận dụng kiếm khí tới tình trạng khủng bố. Kiếm trong tay Dương Diệp quét ngang, một đạo kiếm khí hình trăng rằm quét qua, lại va chạm với kiếm khí của Tả Đăng Phong, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, kiếm khí tứ tán. Không gian bị kiếm khí cắt nát, trên không trung xuất hiện vô số khe hở. Mượn kiếm. Đúng lúc này, Tả Đăng Phong quát lớn một tiếng. Khi giọng nói của Tả Đăng Phong vang lên, đột nhiên trên đỉnh đầu Dương Diệp xuất hiện một thanh huyền kiếm năng lượng quỷ dị, sau đó có hơn vạn thanh huyền kiếm năng lượng hiện ra, những huyền kiếm. Năng lượng kia đều được kiếm ý thập trong gia trì nên hóa thành thực chất, chúng rậm rạp chẳng chịt che kín cả bầu trời. Dương Diệp giật mình. Kiếm kỹ của đối phương cũng đã ngoài thiên giai, trọng yếu nhất chính là trong huyền kiếm ẩn chứa năng lượng vô cùng khủng bố, chỉ sợ có thể dễ dàng trọng thương cường giả tôn giả cảnh. Sắc mặt đám người La Tuấn phương xa ngưng trọng, bởi vì Tả Đăng Phong bày ra thực lực có thể chống lại La Tuấn, Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Nghe Tả Đăng Phong nói, trong thánh vệ đội của thánh địa, hắn miễn cưỡng chỉ xếp thứ 10 mà thôi. Sát! Tả Đăng Phong quát lớn. Chỉ thấy vạn thanh huyền kiếm năng lượng không ngừng bao phủ Dương Diệp, chỉ trong nháy mắt đã che kín Dương Diệp. Oanh! Lúc này, một đạo kiếm khí màu tím đột nhiên hiện ra trong đám kiếm quang năng lượng, sau khi kiếm khí màu tím lao ra khỏi kiếm quang năng lượng đã xuất hiện trước mặt Tả Đăng Phong, sắc mặt Tả Đăng Phong vẫn không thay đổi. Kiếm thủ! Khi Tả Đăng Phong dứt lời, ở trước mặt hắn xuất hiện một vòng xoáy do huyền khí tạo thành, kiếm khí màu tím của Dương Diệp chạm vào vòng xoáy liền bị hút vào. Sau đó, không có sau đó, giống như đạo kiếm khí màu tím của Dương Diệp chưa từng xuất hiện bao giờ. Tả Đăng Phong lại cau mày. Người trong cổ vực thành kinh hãi. Dương Diệp nhìn thấy việc này cũng cau mày, bởi vì kiếm kỹ của người này rất mạnh, thật sự đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Lúc nhìn thấy Dương Diệp lông tóc không tổn hao gì bước ra khỏi kiếm quang của mình, Tả Đăng Phong đã gật đầu, nói. Không hổ là kiếm hoàng thế giới này. Thậm chí còn mạnh hơn tưởng tượng của ta nhiều. Còn nữa, kiếm khí màu tím của ngươi thật quỷ dị, nếu như có nhiều kiếm khí màu tím kia, ta khả năng sẽ không địch lại. Dương Diệp không nói gì, một con thoi xuất hiện trước mặt Tả Đăng Phong, cùng lúc đó, kiếm thước vặn vẹo không gian đã tới đỉnh đầu của Tả Đăng Phong. Phát giác kiếm trong tay Dương Diệp mang theo lực lượng khủng bố, trong mắt Tả Đăng Phong xuất hiện một tia kinh ngạc, bởi vì hắn không nghĩ tới lực lượng thân thể của Dương Diệp không yếu. Cũng không dám khinh thường, một kiếm trong tay Tả Đăng Phong đâm nhẹ về phía trước, cũng đâm vào kiếm thước của Dương Diệp. Bành! Hai bên va chạm với nhau, mấy đạo kiếm khí kích bắn ra ngoài,
không gian không ngừng rung động rất mạnh. Hai bên tách ra, lực lượng thật mạnh. Tả Đăng Phong nhìn cánh tay của mình run run, hắn vô cùng khiếp sợ, trong mắt hắn lại mang theo hưng phấn, nói. Rất tốt, không làm ta thất vọng, người có tư cách làm cho ta vận dụng hộp kiếm, ha ha. Nói xong, hộp kiếm sau lưng Tả Đăng Phong bắn ra một đạo kiếm khí to lớn đâm thẳng vào bầu trời. Một thanh kiếm xuất hiện trong tay Dương Diệp, sau đó thanh kiếm từ từ cắm vào trong cổ sao. Kiếm đảm, kiếm ý thập nhất trọng. Một, hộp kiếm sau lưng Tả Đăng Phong không ngừng bộc phát hào quang chói mắt, người có thực lực tương đối cao sẽ phát hiện, những kiếm quang kia có ít nhất mấy vạn kiếm, hơn nữa số lượng còn không ngừng gia tăng, chỉ qua 5 giây, đạo kiếm quang kia đã tụ tập gần 10 vạn thanh huyền kiếm, thấp nhất đều là thiên giai trung phẩm. Do 10 vạn chuôi kiếm tạo thành kiếm quang cực lớn đâm thẳng bầu trời, dường như bầu trời vỡ ra, trong đó có kiếm ý lăng lệ ác liệt và kiếm khí cực mạnh, tất cả kiếm của kiếm tu và huyền giả dùng kiếm trong cổ vực thành đều rung động, thậm chí những thanh kiếm phẩm giai khá thấp đã vỡ nát. Vô số người kinh hãi. Ánh mắt Đinh Thược Dược cùng Hiểu Vũ Tịch ngưng trọng. Sắc mặt đám người La Tuấn biến thành ngưng trọng, bởi vì thực lực Tả Đăng Phong còn vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Ánh mắt của Lam Vân trong cổ vực thành đầy hưng phấn, Tả Đăng Phong là tổ trưởng kiểm tổ trong thánh vệ đội, thực lực chỉnh thể của hắn có lẽ không bằng các thành viên và tổ trưởng khác, nhưng kiếm đạo của hắn lại mạnh nhất trong thế hệ trẻ thánh địa, điểm này, cho dù là vài siêu cấp yêu nghiệt bài danh cao hơn cũng phải thừa nhận. Có thể nói như vậy, thiên phú kiếm đạo của Tả Đăng Phong còn mạnh hơn Tiêu Dao từ năm xưa đã làm thánh địa kiêng kỵ. Đương nhiên, chỉ nói về thiên phú. Dù sao thiên phú một người không thể hoàn toàn đại biểu thành tựu tương lai của người đó. Năm đó kiếm tông tổ sư kinh diễm cả đại lục, hắn cũng không chỉ dựa vào thiên phú. Tóm lại, nàng tuyệt đối không tin thiên phú kiếm đạo cùng thực lực của Dương Diệp còn mạnh hơn Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong cầm tảng đá kỳ dị nhìn Dương Diệp, nói. Dương Diệp, kiếm này kỹ tên, Thí Thiên, nó là kiếm kỹ đạo giai hạ phẩm, ta đã từng dùng kiếm kỹ này đánh trọng thương cường giả Hoàng Hát Giả Cảnh. Đến đây, cho ta xem thực lực của ngươi, thi triển ra một kích mạnh nhất của ngươi đi, bằng không ngươi sẽ không có cơ hội. Hừ, một đạo kiếm minh vang vọng hư không, chỉ thấy trung cổ trong tay Dương Diệp bay ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí màu tím xẹt qua chân trời, bắn thẳng về phía Tả Đăng Phong. Kiếm khí giống như sao băng, một tia sáng xuất hiện phía sắc trời, một ít huyền giả thực lực yếu không thể nhìn thấy đạo kiếm khí này. Một ít huyền giả thực lực mạnh cũng chỉ nhìn thấy quỹ tích mơ hồ của kiếm khí. Nếu như không phải phía chân trời còn có vết nứt không gian, chỉ sợ rất nhiều người còn chưa biết Dương Diệp đã xuất kiếm. Phát giác được uy lực của kiếm khí, đồng tử của Tả Đăng Phong co rụt lại, hắn không dám có chút chủ quan, tâm niệm vừa động, hắn xuất ra kiếm quang to lớn thẳng vào đạo kiếm khí màu tím của Dương Diệp. Oanh! Mọi người nghe thấy tiếng nổ rất lớn truyền vài tai, màng nhĩ của mọi người đều đau đớn. Phía chân trời, vô số kiếm khí bắn tung tóe ra chung quanh, mỗi một đạo kiếm khí thật nhỏ xẹt qua không gian cũng bị xé rách thành từng mảnh nhỏ, phía chân trời xuất hiện từng khe hở rậm rạp giống như mạng nhện. Dương Diệp cùng Tả Đăng Phong cũng bị kiếm khí chấn động ép lui về phía sau vài trăm trượng, sau đó cả hai cùng lao thẳng về phía đối thủ, cùng lúc đó, trường kiếm của bọn họ bắn ra vô số đạo kiếm khí. Hiện tại, cả bầu trời đang bị kiếm khí bao phủ. Nhìn hai người đang chiến đấu trên không trung, người phía dưới rung động tới cực điểm, bởi vì Dương Diệp chiến đấu với Tả Đăng Phong lúc này không giống hai kiếm tu tôn giả cảnh chiến đấu, mà giống như hai hoàng giả cảnh chiến đấu. La Tuấn nắm chặt nhân hoàng kiếm trong tay và nhìn sang Dương Diệp, hắn phát hiện mình sai rồi. Lúc trước hắn không nên xem thường Dương Diệp, cũng không nên vì Bách Hoa Cung mà đối địch với Dương Diệp. Bởi vì sai lầm này nên hắn đã trả cái giá thật lớn, mà bây giờ... hắn còn trả cái giá lớn hơn. Bành! Phía chân trời, kiếm trong tay Dương Diệp va chạm với một kiếm của Tả Đăng Phong, hai người vừa va chạm đã tách ra. Đôi tay Tả Đăng Phong tê dần, trái lại Dương Diệp như không có việc gì. Thống khoái, lại đến. Dương Diệp cười ha ha, thân hình lướt nhanh. Dương Diệp vẫn muốn tìm một cường giả kiếm tu để luyện tập, bởi vì chỉ có như vậy, hắn có thể biết rõ chính mình chưa đủ, cũng biết được chính mình cần cải tiến cái gì. Cũng có thể tham khảo phương thức chiến đấu của kiếm tu khác nhau. Đáng tiếc, tại Nam Vực, trong thế hệ trẻ tuổi, trừ An Nam Tĩnh ra, đã không có ai còn tư cách chiến đấu với hắn. Càng đáng tiếc chính là, An Nam Tĩnh không phải kiếm tu. Mà bây giờ,
Tả Đăng Phong trước mắt vừa vặn phù hợp. Nhìn thấy Dương Diệp lao tới, đồng tử Tả Đăng Phong co rụt lại, kiếm kỹ của Dương Diệp không bằng hắn, nhưng phòng ngự và lực lượng thân thể của Dương Diệp lại vượt qua hắn. Không chỉ như thế, tốc độ của Dương Diệp cũng không yếu hơn hắn. Dương Diệp cận thân giao chiến có ưu thế mà hắn không có, nhưng hắn lại không có biện pháp kéo dài khoảng cách với Dương Diệp. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể giao chiến với Dương Diệp. Kiếm trong tay Dương Diệp lại tấn công Tả Đăng Phong, hắn không có vận dụng bất cứ kiếm kỹ cùng kỹ xảo gì, hắn chỉ chú ý dùng sức nện, hung hăng nện. So với kiếm kỹ và kỹ xảo, hắn càng ưa thích lực lượng đơn thuần. Phía chân trời, Tả Đăng Phong ngay từ đầu còn có thể miễn cưỡng chống đỡ Dương Diệp, nhưng rất nhanh, Tả Đăng Phong dần dần lâm vào hạ phong. Nhìn thấy cảnh này, vô số huyền giả trong cổ vực thành lập tức hưng phấn hoan hô, mà Đinh Thực Dược cùng Hiểu Vũ Tịch lại cau mày, vẻ lo lắng trong mắt không giảm. Bởi vì Tả Đăng Phong lâm vào hạ phong, nhưng đối phương lại bình tĩnh, tiết tấu không bị Dương Diệp quấy rầy, nói cách khác, đối phương vẫn ẩn giấu thực lực của mình. Kiếm bộ. Đột nhiên, Tả Đăng Phong quát lớn, bộ pháp của hắn hơi động một chút, sau đó hắn biến mất một cách quỷ dị, sau đó hắn xuất hiện cách đó vài trăm trượng. Nhưng khi Dương Diệp muốn truy kích thì hắn lại xuất hiện cách đó 200 trượng, cứ như vậy, thân hình Tả Đăng Phong không ngừng xuất hiện khắp bốn phía. Ít nhất cũng là huyền kỳ đạo giai. Dương Diệp lắc đầu, trong nội tâm nói thầm người thánh địa quả nhiên không giống tầm thường, huyền kỳ đạo giai muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Tụ kiếm. Đúng lúc này, giọng nói của Tả Đăng Phong lại vang lên, bởi vì bốn phía đều có giọng nói của hắn. Khi Tả Đăng Phong dứt lời, vô số huyền kiếm bay lên không trung, không đến một hồi, những huyền kiếm này tụ lại thành viên cầu cũng bao phủ Dương Diệp và hắn vào trong, Dương Diệp cũng không có ý động thủ, ngược lại hắn hiếu kỳ đánh giá viên cầu do huyền kiếm tạo thành. Bên ngoài, mọi người trong cổ vực thành đều kinh ngạc, Hiểu Vũ Tịch cùng Đinh Thực Dược đều rùng mình, sắc mặt của bọn họ ngưng trọng. Bởi vì các nàng biết rõ, Dương Diệp và Tả Đăng Phong sắp phân ra thắng bại. Mà phân thắng bại cũng phân sinh tử. Nơi này chỉ có Tiểu Gia Hỏa là không tim không phổi, chỉ có nàng là có tin tưởng mù quáng vào Dương Diệp, trong lòng nàng, trong cùng giai, Dương Diệp chính là vô địch. Dương Diệp sẽ bại nhưng tuyệt đối sẽ không chết, không có huyền giả cùng giai nào có thể giết được hắn, cho dù là An Nam Tĩnh. Nhưng Tiểu Gia Hỏa cũng không biết, nếu như Dương Diệp bại sẽ tạo thành ảnh hưởng thế nào với Nam Vực. Ánh mắt La Tuấn nhìn chằm chằm vào viên cầu, nếu như Dương Diệp chết, không, cho dù Dương Diệp bại. Với hắn mà nói cũng là chuyện tốt lớn bằng trời, bởi vì việc này sẽ phát nát thần thoại bất bại của Dương Diệp, sẽ làm sĩ khí Nam Vực giảm nhiều, trái lại bên hắn sĩ khí tăng vọt, bởi vì Dương Diệp cũng không phải vô địch, hắn cũng là người, hắn cũng sẽ bại. Đương nhiên, nếu như Dương Diệp chết đi càng tốt. Trong kiếm quang, Tả Đăng Phong nhìn Dương Diệp, nói, ta biết rõ người lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực, kỳ thật, ta cũng rất ngạc nhiên uy lực kiếm chi lĩnh vực, cho ta nhìn thấy được chứ. Dương Diệp quét mắt nhìn chung quanh, nói. Còn chưa đủ. Tả Đăng Phong gật đầu, nói. Biết rõ vì cái gì sau khi ta biết người lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực còn dám một mình tới đây không? Nói đến đây, ánh mắt Tả Đăng Phong nhìn vào viên đá kỳ dị trong tay mình, nói. Bởi vì nó, đây là kiếm đảm, bên trong ẩn chứa kiếm ý của các tiền bối kiếm tu của Thánh Địa, tác dụng của nó là, người có được kiếm đảm vạn tà bất xâm, là khắc tinh của tất cả tà đạo. Đương nhiên, một điểm trọng yếu nhất chính là, vật này có thể tăng kiếm ý của người cầm nó. Nói xong, vô số kiếm ý khác nhau lao ra khỏi kiếm đảm và tiến vào trong cơ thể Tả Đăng Phong. Oanh! Khí tức khủng bố có thể so sánh với hoàng giả cảnh tiến vào cơ thể Tả Đăng Phong. Cùng lúc đó, những kiếm quang kia như sống lại, từng tiếng kiếm minh truyền vào trong kiếm quang, đó là âm thanh hưng phấn. Kiếm ý thập nhất trọng. Dương Diệp cầm chặt vỏ kiếm, nói. Không nghĩ tới trên kiếm ý thập trọng còn có thập nhất trọng trọng, ta đúng là cô lậu quả văn. Kiếm ý vào thời kỳ hoang cổ chia làm địa giai kiếm ý thập trọng cùng thiên giai kiếm ý, sau địa giai thập trọng chính là thiên giai kiếm ý chỉ có tam trọng, đạt tới thiên giai kiếm ý nhất trọng có ý nghĩa kiếm ý có thể mượn xu thế thiên địa, chỉ có hoàng giả cảnh mới có thể làm được, mà ta hiện tại tương đương với cường giả hoàng giả cảnh. Tả Đăng Phong cầm một kiếm chỉ vào Dương Diệp, nói. Đến, cho ta nhìn thấy lực lượng của kiếm vực mạnh bao nhiêu. Dương Diệp gật đầu, sau đó nói. Hỏi một câu cuối cùng,
sau khi người chết, thánh địa có tiếp tục phái người tới không? Ha ha! Tả Đăng Phong cười lớn, cười một tổ, nói. Ta mà chết, thánh địa sẽ chính thức coi trọng ngươi, trước kia thánh địa đưa ra một ít quyết định không có người phản đối, tóm lại, ta mà chết trong tay ngươi, thánh địa nhất định sẽ không lưu mối họa như ngươi. Ngươi mà chết, thánh địa sẽ ra lệnh tàn sát tất cả những kẻ có liên hệ với ngươi. Hiểu rồi, đã như vậy, ngươi đi chết đi. Nói xong, Dương Diệp tiến lên phía trước một bước. Khi Dương Diệp tiến lên một bước, lực lượng vô hình bao phủ bốn phía, sau khi lực lượng này xuất hiện, kiếm ý lăng lệ trên người Tả Đăng Phong bị trói buộc, phong mang cũng không ác liệt như trước, kiếm quang quanh hai người dừng lại, kiếm quang tán đi, chúng không còn tỏa sáng nữa. Một đạo kiếm quang màu tím lóe lên. Tả Đăng Phong mở to mắt, kiếm đảm trong tay rơi xuống mặt đất, trong mắt hắn còn mang theo hâm mộ, nói. Thì ra là thế, thì ra đây là lực lượng của vực, đáng tiếc ta. Lời còn chưa dứt, toàn thân Tả Đăng Phong bộc phát ra vô số đạo kiếm ý, oanh, một tiếng, cả thân hình Tả Đăng Phong vỡ nát và hóa thành mưa máu. Dương Diệp hơi sững sờ, bởi vì hắn cũng không muốn hủy diệt thân thể của đối phương. Lúc nhìn thấy kiếm ý tuôn ra khỏi cơ thể Tả Đăng Phong, Dương Diệp đã hiểu, đây là kiếm ý cắn trả. Tả Đăng Phong lợi dụng kiếm ý trong kiếm đảm gia tăng kiếm ý lên thấp nhất trọng, chính là thiên giai nhất trọng, nhưng hắn không thể ngăn cản kiếm ý. Sở dĩ kiếm ý không bộc phát là vì hắn lúc ấy dùng kiếm ý của mình áp chế, mà khi chính mình thi triển kiếm vực ngăn chặn kiếm ý bản thân hắn, làm cho kiếm ý trong kiếm đảm thoát ra khỏi trói buộc và cắn trả Tả Đăng Phong. Chính mình tìm đường chết. Dương Diệp lắc đầu, hắn cảm thấy đáng tiếc vì không còn kiếm nô. Nhưng không sao, không có kiếm nô này, hắn đạt được ba kiện bảo bối. Dương Diệp khẽ vẫy tay, kiếm đảm cùng một kiếm. Còn có hộp kiếm màu đen của Tả Đăng Phong bay tới trước mặt hắn. Ánh mắt Dương Diệp nhìn vào mộc kiếm đầu tiên, bởi vì hắn phát hiện mộc kiếm thật sự quỷ dị. Thứ nhất, mộc kiếm này có thể ngăn cản được đạo khí của hắn công kích. Thứ hai, hắn còn phát hiện mộc kiếm còn có tác dụng tăng phúc kiếm ý và kiếm khí. Cầm mộc kiếm, Dương Diệp phung nhẹ, một đạo kiếm khí bay ra ngoài. Dương Diệp vô cùng vui mừng, bởi vì hắn suy đoán là chính xác. Mộc kiếm không chỉ có thể tăng phúc kiếm ý và gia tăng tốc độ công kích kiếm khí cùng kiếm ý. Dương Diệp cảm thụ, mộc kiếm có thể tăng phúc ba thành uy lực kiếm ý và gấp đôi tốc độ công kích. Dương Diệp vui vẻ, núi, một kích chí mạng, tăng thêm mộc kiếm, lại tăng thêm kiếm đảm. Nếu như tăng thêm bí thuật, phần ý, và trảm thiên bạt kiếm thuật. Dương Diệp lúc này có xúc động muốn chiến đấu với cường giả hoàng giả cảnh. Dương Diệp hưng phấn một lúc. Ánh mắt của hắn lại nhìn lên kiếm đảm, nắm kiếm đảm, một cổ lực lượng kỳ dị huyền diệu đột nhiên xuất hiện, Dương Diệp sững sờ, hắn lại vui vẻ, bởi vì hắn phát hiện cầm lấy kiếm đảm lại giúp tâm thần của hắn yên tĩnh. Không chỉ có như thế, hắn còn cảm giác được kiếm đảm lại có thể ngưng luyện kiếm ý của hắn. Khó trách Tả Đăng Phong luôn cầm kiếm đảm, thì ra kiếm đảm còn có công hiệu như vậy, ha ha. Dương Diệp nhìn không được cười lớn lần nữa. Bất kể là mộc kiếm hay là kiếm đảm, chúng đều có tác dụng lớn với hắn. Có thể nói như vậy, hai thứ này có thể giúp thực lực của hắn tăng thêm một cấp bậc. Cuối cùng, ánh mắt Dương Diệp nhìn sang hộp kiếm màu đen ẩn chứa uy lực rất mạnh, hắn đã nhìn thấy, 10 vạn thanh huyền kiếm thiên giai. Đây tuyệt đối là một kỹ năng quần công siêu cấp. Dương Diệp không biết đối phương làm sao thu thập được nhiều huyền kiếm thiên giai như vậy, cũng không biết đối phương đi đâu tìm ra hộp kiếm chứa được 10 vạn huyền kiếm. Dù sao việc này không trọng yếu, bởi vì hiện tại chúng đều thuộc về hắn. Nếu như biến 10 vạn chuôi huyền kiếm thành đạo giai. Dương Diệp nghĩ vậy, đôi mắt của hắn tỏa sáng, bởi vì nếu như thế, hắn có thể chém giết hoàng giả cảnh như giết chó. Dương Diệp lại lắc đầu, không nói có nhiều đạo khí như vậy hay không, cho dù có, thực lực của hắn cũng không đủ điều khiển nhiều đạo khí như vậy, đạo khí cũng không dễ khống chế như huyền bảo thiên giai. Dương Diệp hưng phấn nửa ngày. Sau đó bắt đầu ở nghiên cứu mộc kiếm cùng kiếm đảm, còn có hộp kiếm, đặc biệt là hộp kiếm, hắn phát hiện hộp kiếm này không giống các hộp kiếm khác, dường như hộp kiếm còn có khắc kiếm trận, hắn cần phải nghiên cứu một chút. Dương Diệp không biết, bởi vì hắn nghiên cứu, người bên ngoài đã sôi. Chào! Sau khi kiếm quang biến mất, những huyền kiếm dừng vận chuyển vô số huyền giả ngừng thở, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hư không. Bởi vì mọi người đều biết, bên trong khẳng định đã phân ra thắng bại. Không, phải nói đã phân ra sinh tử, ai bước ra ngoài thì người đó thắng.
Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào, kể cả La Tuấn cũng như thế, nhưng mọi người thật không ngờ, lại không có ai đi ra. Kiếm trận chưa biến mất, nói cách khác, Tả Đăng Phong bên trong vẫn còn. Nghĩ đến có chút khả năng, ánh mắt đại đa số huyền giả nam vực thay đổi, không chỉ bọn họ, mà ngay cả đám người Đinh Thược Dược cùng Hiếu Vũ Tịch cũng rung động. Trên mặt Lam Vân lộ ra nụ cười sáng lạn, hưng phấn trong mắt không che giấu được. Nhân chủ, Dương Diệp đã chết. Triệu Trường Vân bên cạnh La Tuấn hơi kích động hỏi, nếu Dương Diệp chết rồi, việc này có ý nghĩa thế nào? Ý nghĩa đỉnh Hán đế quốc có thể thống nhất thế giới loài người trong thời gian ngắn. Hắn có thể không kích động sao? Cho dù La Tuấn cực lực khắc chế, nhưng trong mắt của hắn vẫn có hưng phấn cùng kích động, nếu như có thể, hắn rất muốn tự tay giết Dương Diệp, bởi vì hắn ăn nhiều thiệt thòi từ Dương Diệp, hắn muốn tự tay báo thù. Nhưng hiển nhiên ông trời không cho hắn cơ hội, bởi vì hắn có 8 phần nắm chắc Dương Diệp đã bại. Với hiểu biết của hắn về Dương Diệp, nếu như Dương Diệp thắng, Dương Diệp tất nhiên sẽ bước ra, trang bức, nhưng hiện tại hắn không đi ra, nói cách khác, Dương Diệp khẳng định đã bại, không, phải nói là chết, mà Tả Đăng Phong không đi ra là vì hắn bị thương, hắn cần tĩnh dưỡng. Theo thời gian trôi qua, nội tâm huyền giả nam vực trên cổ vực thành càng ngày càng nặng nề. Đột nhiên, kiếm trận trước mặt vận chuyển. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đám người Hiểu Vũ Tịch trắng bệch, mà La Tuấn không nhịn được nữa mà cười như điên. Ha ha, Dương Diệp ngươi cũng có hôm nay. Ha ha, người tới, lập tức triệu tập đại quân. FF. La Tuấn sợ hãi. Một. La Tuấn cười rất không kiêng nể gì cả, cũng rất càn rỡ, hình như hắn còn sợ người khác nghe không được tiếng cười của hắn, bởi vậy tại trong tiếng cười còn ra chỉ huyền khí. Khiến cho hắn thanh âm xa xa truyền ra, vang vọng cả cổ vực thành. La Tuấn là người có khát vọng, hắn muốn thống nhất thế giới loài người, nhưng đó không phải là mục tiêu của hắn. Mục tiêu của hắn là thống nhất cả huyền giả đại lục, sau đó lợi dụng số mệnh của cả đại lục, một lần hành động trở thành thánh hoàng. Bởi vì nhân hoàng đạt tới thánh giả cảnh đã không gọi là nhân hoàng, mà gọi là thánh hoàng. Nhưng hắn gặp lực cản rất lớn, đó chính là Dương Diệp. Hiện tại tốt rồi. Dương Diệp chết, trên đời này đã không còn ai có thể ngăn cản hắn nhất thống huyền giả đại lục. Nghĩ vậy, giọng nói của La Tuấn càng lớn, xa hơn. Rất nhanh, nơi này xuất hiện cảnh tượng quỷ dị. Tất cả mọi người nhìn La Tuấn, giống như đang nhìn. Sắc mặt Lam Vân trắng bệch, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Nhân chủ! Triệu Trường Vân nhẹ giọng kêu gọi La Tuấn đang cười to. La Tuấn khoát khoát tay, hắn không vui nói. Trường Vân! Không phải trẫm bảo ngươi điều động đại quân sao? Tại sao còn không đi? Dương Diệp vừa chết, hiện tại cổ vực thành sĩ khí sa sút, đây là cơ hội tuyệt hảo cho chúng ta, tối đa chỉ cần 30 vạn đại quân thêm 1.000 cường giả tôn giả cảnh là có thể đánh hạ cổ vực thành. Nói xong, La Tuấn cũng phát hiện có chút không đúng, bởi vì sắc mặt thuộc hạ trước mặt hắn rất khó coi, có người còn hoảng sợ. La Tuấn mở to mắt ra, hắn nghiêng người nhìn sang và nhìn thấy bóng người quen biết. Lúc này kiếm trận đã biến mất, Dương Diệp đang đứng cách La Tuấn không xa. Lúc hắn nhìn thấy Dương Diệp, gương mặt của La Tuấn cực kỳ đặc sắc. Thì ra ngươi nghĩ ta đã chết. Dương Diệp cười cười, sau một khắc, Dương Diệp lao tới, trên người hắn bắn ra kiếm khí rậm rạp bao phủ đám người La Tuấn. Nhân chủ đi mau. Triệu Trường Vân kinh hãi, bọn họ không nghĩ tới này Dương Diệp lại không có chết, ngay cả yêu nghiệt thánh địa cũng chết trong tay hắn. Thực lực của hắn đã mạnh tới mức nào? La Tuấn lần này chỉ mang đến mấy trăm cường giả tôn giả cảnh, bởi vậy, Triệu Trường Vân rất rõ ràng, nếu như La Tuấn tiếp tục lưu lại nơi này sẽ gặp nguy hiểm tính mạng, cho nên vào thời khắc Dương Diệp ra tay, Triệu Trường Vân đã vội vàng bảo La Tuấn rời đi trước tiên. Xuy, một ít cường giả tôn giả cảnh đã đứng trước mặt La Tuấn và lao về phía Dương Diệp, thân thể của bọn họ đều bị kiếm khí đâm thủng. Trước mặt kiếm khí của Dương Diệp, những cường giả tôn giả cảnh không có năng lực hoàn thủ, kể cả không gian tù lung của bọn họ cũng không có tác dụng gì, bởi vì kiếm khí của Dương Diệp lúc này đã có kiếm ý thập trọng cùng một kiếm gia trì. Nhân chủ, người đi mau. Triệu Trường Vân trầm giọng nói. Hắn phát hiện, Dương Diệp đã mạnh hơn lúc trước. Đi. La Tuấn lắc đầu, nói. Bảo ta bỏ các ngươi lại để chạy trốn. Ta làm không được, còn nữa, La Tuấn ta không làm gì được Dương Diệp hay sao? Nói xong, La Tuấn rút nhân hoàng kiếm ra khỏi vỏ, trên người La Tuấn tỏa ra kiếm quang màu trắng bắn thẳng về phía Dương Diệp,
hơn nữa hắn lao tới chiến đấu với Dương Diệp. Người tới, lập tức bảo tất cả cường giả tôn giả cảnh chạy đến. Triệu Trường Vân quát một tên lính bên cạnh, sau đó thân hình khẽ động, hắn bay thẳng về phía Dương Diệp. Mẹ nó, lại dám quần công, quá không biết xấu hổ, Đinh Tiểu Thư, kính xin mở đại trận ra, để cho chúng ta đi trợ giúp Dương Diệp một tay. Đinh Tiểu Thư mở đại trận ra, đao của ta đã khát máu lắm rồi. Mở đại trận ra, chúng ta đi giết sạch đám phế vật trong tay La Tuấn. Chấm chấm chấm. Vào thời khắc Tử Điêu nhìn thấy Dương Diệp ra tay, nàng đã hóa thành tia sáng tím bay ra ngoài cổ vực thành. Mí mắt của Đinh Thược Dược hơi co giật, bởi vì nàng phát hiện, đại trận của cổ vực thành không có tác dụng với Tiểu Gia Hỏa. Khá tốt Tiểu Gia Hỏa đi theo Dương Diệp, nếu không nàng sẽ cảm thấy đau đầu. Tiểu Vũ Tịch cầm dược thiền trong tay, nhìn về phía Đinh Thược Dược mỉm cười, nói. Mở đại trận thủ hộ ra. Sau khi đại trận bảo hộ cổ vực thành mở ra, có vô số tiếng hoan hô của cường giả vang lên, sau đó bọn họ lao ra khỏi tường thành. Nhân chủ, người đi mau. Triệu Trường Vân đi tới bên cạnh La Tuấn, cùng một ít cường giả tôn giả cảnh ngăn cản Dương Diệp, không cho Dương Diệp tới gần La Tuấn. Dương Diệp vừa chết, Nam vực sẽ sụp đổ, đồng dạng, nếu như La Tuấn vừa chết, những thế lực liên minh trung vực cũng sẽ sụp đổ ngay lập tức, cho nên, La Tuấn tuyệt đối không thể có việc gì. Thời điểm vô số cường giả tôn giả cảnh lao ra khỏi cổ vực thành, sắc mặt La Tuấn âm trầm, hắn do dự xuống, sau đó nói. Tất cả mọi người cùng rút lui. Nếu như chỉ có một mình Dương Diệp, hắn sẽ hợp lực với mọi người, cho dù không thể giết Dương Diệp, cũng có thể ngăn chặn Dương Diệp, nhưng hiện tại, Dương Diệp cũng có giúp đỡ, bên bọn họ không có phần thắng. Nói xong, La Tuấn quay người hóa thành một bóng đen biến mất ở phương xa. Tuy La Tuấn gọi mọi người chạy đi, nhưng đám người Triệu Trường Vân vẫn không rời đi, bởi vì nhất định phải có người đến ngăn cản Dương Diệp. Muốn đi? Nhìn thấy La Tuấn trốn, Dương Diệp hừ lạnh một tiếng, huyền khí trong cơ thể rót vào thần toa, sau đó cửu u kiếm vũ xuất hiện sau lưng, thân. Hình khẽ động, hắn hóa thành một đạo kiếm quang bay thẳng về phía trước, mà đúng lúc này, đột nhiên Triệu Trường Vân ngăn cản trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp, có ta ở đây, người không? Triệu Trường Vân nói đến đây, một đạo kiếm quang đã bắn thẳng về phía hắn, Triệu Trường Vân kinh hãi, trường thương trong tay đâm thẳng về phía trước, mũi thương bắn ra một tia sáng, oanh, một tiếng, kiếm quang vỡ vụn. Nhưng lúc này, đột nhiên Dương Diệp xuất hiện bên cạnh hắn, đôi mắt của Triệu Trường Vân mở to. Kiếm thật mạnh. Triệu Trường Vân nói xong câu này, đầu của hắn rơi xuống đất. Trong mắt Dương Diệp bắn ra hàn quang sáng ngời. Một kiếm trong tay bắn ra một tia kiếm quan CG, cứ như vậy, Dương Diệp xuất kiếm đánh thẳng vào kiếm khí màu trắng của La Tuấn. Oanh! Cả hai vừa tiếp xúc với nhau, một tiếng nổ lớn vang vọng phía chân trời, sau đó một đạo kiếm quang màu trắng nhanh chóng bắn thẳng về phía La Tuấn. Nhìn thấy cảnh này, La Tuấn nheo mắt, nhưng hắn sau đó xoay người bay về phía Loạn Ma Hải. Hiện tại hắn có thể xác định, Dương Diệp trước kia không chỉ không có bị thương, ngược lại còn mạnh hơn lúc trước. Tuy La Tuấn hận không thể giết Dương Diệp, nhưng hắn không phải không thừa nhận, dùng thực lực của hắn bây giờ, có thể giao thủ cùng Dương Diệp nhưng tuyệt đối không có khả năng chiến thắng Dương Diệp. Hắn hiện tại đã thua kém Dương Diệp không nhỏ, trừ phi hắn thu phục được Bắc vực hoặc Nam vực, có được tín ngưỡng lực bốn vực, nếu không, hắn tuyệt đối không có khả năng chiến thắng Dương Diệp. La Tuấn muốn giết Dương Diệp làm sao không muốn giết La Tuấn? Hắn cần cùng kiếm linh đi thánh địa cầm kiếm, nhưng nếu như không giải trừ nguy cơ của thế giới loài người, hắn căn bản không thể đi thánh địa. Cho nên, chỉ cần bắt được cơ hội, hắn sẽ dùng hết toàn lực tru sát La Tuấn. Nhưng đáng tiếc, tuy thực lực người ta không bằng hắn, nhưng mà hậu trường lại lớn hơn hắn. Cho dù là thế giới nào, không chỉ cần thực lực, còn phải nói tới bối cảnh và hậu trường. Một đuổi một chạy, rất nhanh, La Tuấn đi vào Loạn Ma Hải. Đây là địa bàn của hắn. Dương Diệp ngừng trên không trung, bởi vì La Tuấn lúc này đã chui vào trong đại quân Loạn Ma Hải, ở trước mặt hắn là trăm vạn đại quân. Tuy nguy cơ giải trừ, nhưng sắc mặt La Tuấn càng âm trầm khó coi. Bởi vì hắn lại bị Dương Diệp lăng nhục, hắn cũng tổn thất mấy trăm cường giả tôn giả cảnh. Lúc này La Tuấn thề, hắn sẽ không tin tưởng bất cứ người nào của thánh địa. Mỗi một lần tin tưởng thánh địa, hắn sẽ chết rất nhiều người. La Tuấn, ngươi có dám đi ra đánh một trận? Không chung,
Dương Diệp nhìn La Tuấn đứng trong đại quân, giọng nói của hắn được huyền khí gia trì nên truyền đi xa, đại quân của La Tuấn đều nghe được rành mạch. Chư Cát. Sắc mặt La Tuấn âm trầm quát, rất nhanh, Chư Cát xuất hiện trước mặt hắn, La Tuấn, nói. Còn cần bao lâu mới có thể đánh thức những người kia? Chư Cát trầm ngâm một hồi, nói. Ít nhất còn cần 5 ngày, hiện tại có thể cưỡng ép đánh thức bọn họ, nhưng sẽ làm thực lực bọn họ giảm nhiều, được không bù mất. Ta biết nhân chủ muốn diệt sát Dương Diệp, nhưng chúng ta không thể xúc động, bởi vì hiện tại đánh thức bọn họ, với thực lực của bọn họ căn bản không thể chém giết Dương Diệp. 5 ngày sau, La Tuấn hít sâu một hơi, tay trái nắm chặt Nhân Hoàng Kiếm, hắn thật sự không muốn chờ thêm thời khắc nào. La Tuấn, ngươi là người nhu nhược sao? Dương Diệp lại nói, ngươi như vậy còn tự xưng Nhân Hoàng, ngươi nên gọi là Cẩu Hoàng mới đúng. Ngươi nói một chút, ngươi trừ trốn sau lưng đám người này ra, lại cho thủ hạ đi lên chịu chết, ngươi còn có thể làm cái gì? Còn có những thế gia và tông môn trung vực, chẳng lẽ các ngươi mắt mù sao? Không ngờ lại đi theo người như thế, biết rõ hắn đã làm cái gì trước đó không? Vì mạng sống của chính mình, hắn đã cho đám người Triệu Trường Vân cản phía sau, hiện tại, đám người Triệu Trường Vân đã chết hết, nhìn xem, đây chính là Nhân Hoàng của các ngươi. Dương Diệp vốn không thích nói nhảm, nhưng hắn đột nhiên cảm thấy, có đôi khi lời nói còn hiệu quả hơn giết người. Không có biện pháp giết chết người, vậy thì tức chết người. Đúng thế, La Tuấn đã sắp tức nổ phổi. Sát. Nhìn thấy Dương Diệp còn muốn nói thêm, La Tuấn vội vàng phát mệnh lệnh, vô số tôn giả cảnh cùng linh giả cảnh bay thẳng về phía Dương. Diệp. Đang chờ các ngươi đấy. Dương Diệp cười hắc hắc, hộp kiếm màu đen xuất hiện sau lưng hắn. Nhanh trở lại. Nhìn thấy cảnh này, La Tuấn ở phía dưới kinh hãi nói. Kế hoạch đồ thánh, 1. La Tuấn đã nhìn thấy uy lực của hộp kiếm kia, 10 vạn chuôi huyền kiếm đấy. Đặc biệt do Dương Diệp thi triển đi ra, uy lực sẽ khủng bố bao nhiêu? La Tuấn nói rất nhanh nhưng đã chậm. Từng đạo kiếm quang giống như mưa to bay ra khỏi hộp kiếm sau lưng Dương Diệp, chỉ trong nháy mắt, kiếm quang đã che khuất bầu trời, được kiếm ý thận trọng gia trì, 10 vạn chuôi huyền kiếm mang theo kiếm quang quét qua, trừ số ít cường giả tôn giả cảnh kịp thời né tránh, huyền giả dưới tôn giả cảnh đều bị một kiếm chém chết. Chỉ trong nháy mắt, gần mấy ngàn người đã chết dưới kiếm quang. Hơn nữa số người chết càng ngày càng nhiều. Xíu, yêu yêu. Một âm thanh chói tai vang lên, chỉ thấy có một tia sáng trắng bắn thẳng về phía Dương Diệp, đằng sau kiếm khí màu trắng chính là La Tuấn cầm Nhân Hoàng Kiếm. Nhìn thấy La Tuấn đánh tới, đôi mắt Dương Diệp nhắm lại, tâm niệm vừa động, 10 vạn chuôi huyền kiếm tiếp tục công kích, Dương Diệp lại cầm một kiếm ngăn cản La Tuấn. Bành! Đúng lúc này, một đạo huyết quang bay tới từ phía chân trời. Những nơi đi qua đều xuất hiện tiếng kêu rên. Cùng lúc đó, một đạo ánh sáng xuất hiện, rất nhanh, ánh sáng tím đi tới trước mặt Dương Diệp, ánh sáng tím biến mất và tử điêu đáng yêu xuất hiện. Dương Diệp si cùng La Tuấn không ra tay tiếp, bởi vì đại quân của La Tuấn lúc này đã tụ tập với cường giả tạo thành đại trận, 10 vạn chuôi kiếm của Dương Diệp rất mạnh nhưng La Tuấn lại nhiều người, mỗi 20 người đối phó một thanh kiếm, 10 vạn chuôi kiếm của Dương Diệp đã bị khắc chế. Dương Diệp tâm niệm vừa động, 10 vạn chuôi kiếm bay trở về hộp kiếm, La Tuấn cũng không có lựa chọn ra tay, bởi vì không có ý nghĩa, nếu ba người Dương Diệp muốn bỏ trốn, trừ hắn ra, không ai có thể đuổi theo. Ba người Dương Diệp đứng xa nhìn đám người La Tuấn. Dương Diệp lạnh lùng nhìn đại quân của La Tuấn, sau đó nói. Lần này đổ sát không phải lần đầu tiên, cũng không phải một lần cuối cùng, về sau ai bước vào phạm vi trăm dặm quanh cổ vực thành, ta sẽ giết người đó. Không tin, các ngươi cứ tới, xem cái gọi là Nhân Hoàng của các ngươi có thể giữ cái mạng nhỏ của các ngươi hay không. Nói xong, Dương Diệp ôm tử điêu cùng thi tổ quay người rời đi. Sắc mặt La Tuấn âm trầm, im lặng. Đại quân của La Tuấn cũng im lặng, bọn họ cũng muốn xông lên đánh với Dương Diệp, dùng thực lực nói cho Dương Diệp biết nên làm người thế nào. Nhưng thật đáng tiếc, bọn họ rất rõ ràng, đi lên cũng chỉ chịu chết mà thôi. Trong tôn giả cảnh. Còn ai có thể đánh một trận với yêu nghiệt như Dương Diệp? Cho dù là nhân chủ. Bất kể như thế nào, lúc này sĩ khí trung vực bị Dương Diệp đả kích rất nặng nề. Thậm chí rất nhiều thế lực và tông môn đã sinh ra thoái ý. Không chung, La Tuấn im lặng nửa ngày, sau đó nói. Lùi binh, tiến công Bắc Vực. Như vậy sẽ lãng phí thời gian rất lâu.
Một lão giả bên cạnh La Tuấn trầm giọng nói. Chúng ta bây giờ lui binh, không chỉ lãng phí thời gian thật lâu, còn có thể làm sĩ khí sa sút hơn nữa, kính xin nhân chủ nghĩ lại. La Tuấn lắc đầu, nói. Chúng ta tiếp tục lưu lại nơi này, sĩ khí mới càng ngày càng thấp, chúng ta bây giờ cần thắng lợi, chỉ có thắng lợi mới có thể gia tăng sĩ khí, cũng chỉ có thắng lợi mới có thể giúp người đỉnh Hán đế quốc có lòng tin. Trọng yếu nhất là, chúng ta ở lại nơi này cũng không có ý nghĩa gì. Cường công, có thể đánh hạ cổ vực thành, nhưng chúng ta sẽ trả giá thật lớn, tổn thất quá lớn, cho dù ngày sau chúng ta có thể chinh phục Nam vực, nhưng lấy cái gì đối kháng với yêu tộc và ma tộc. Lão giả im lặng một hồi, sau đó thấp giọng thở dài. Lúc trước mọi người đi tới Nam vực sĩ khí cao cỡ nào. Nhưng khi Dương Diệp xuất hiện, tất cả đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhân chủ, lúc trước không nên vì Bách Hoa Cung mà đối địch với Dương Diệp. Rất nhanh, đại quân của La Tuấn rời khỏi Nam vực, tuy La Tuấn và một ít cường giả tôn giả cảnh cửu phẩm vẫn không có tiến về Bắc vực. Chỉ là một Bắc vực, còn không đáng để La Tuấn tự mình ra tay. Hắn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Sau khi người Nam vực biết đại quân của La Tuấn rời khỏi Nam vực, cả Nam vực sôi trào. Dương Diệp và đám người Đinh Thược Dược thở ra một hơi, bởi vì bọn họ đã có thời gian hòa hoãn bố trí một ít việc. Dương Diệp cũng có thời gian tu luyện và luyện tập kiếm kỹ đương nhiên, quan trọng hơn là hắn có thời gian ở cạnh đám người Tô Thanh Thi, còn có Dương Niệm Tuyết, Tiểu Giao. Đi yêu tộc, Thiên Lôi Trì. Trong phòng. Dương Diệp kinh ngạc nói với Yêu Hoàng, lúc trước, Yêu Hoàng đi vào cổ vực thành và bảo hắn đi vào yêu tộc Thiên Lôi Trì. Yêu Hoàng gật gật đầu, nói. Ngươi lúc này không thể dùng thủ đoạn bình thường gia tăng thực lực lên, muốn đạt tới Hoàng giả cảnh, không, cho dù đạt tới tôn giả cảnh cửu phẩm cũng cần vài chục năm, thậm chí còn lâu hơn nữa. Nhưng ngươi rất rõ ràng, ngươi không có nhiều thời gian như vậy, cho nên, chúng ta chỉ có thể dùng thủ đoạn không bình thường gia tăng thực lực của ngươi. Thiên Lôi Trì là địa phương nào? Dương Diệp hỏi. Là nơi Hoàng Kim Thần Long nhất tộc dùng để luyện thân thể. Yêu Hoàng nói. Cũng là thánh địa tu luyện của Hoàng Kim Thần Long nhất tộc, lúc trước ta chuẩn bị cho ngươi đi vào nơi đó tăng thực lực và rèn luyện thân thể, nhưng lúc trước Long Hoàng không đồng ý, hiện tại bọn họ đã chuẩn bị đầu nhập vào thánh địa, như vậy không tới lượt bọn họ không đồng ý, nếu dám không đồng ý, người bảo Mạc Lão trực tiếp giết qua. Xem Hoàng Kim Thần Long nhất tộc có đồng ý hay không? Nơi Hoàng Kim Thần Long dùng luyện thân thể. Dương Diệp nheo mắt, hắn đã tự mình lĩnh giáo qua phòng ngự của Hoàng Kim Cự Long, cho dù Hoàng Kim Cự Long không cần Long Thần hộ giáp cũng không phải thân thể của hắn có thể so sánh. Hắn có thể phá vỡ phòng ngự của đối phương, nhưng không có nghĩa là phòng ngự thân thể của hắn sẽ mạnh hơn đối phương. Còn nữa, chẳng lẽ Yêu Hoàng ra tay với Hoàng Kim Thần Long nhất tộc? Bằng không thì làm. Sao lại xui khiến hắn đi đánh chủ ý thánh địa tu luyện của Hoàng Kim Thần Long nhất tộc? Biết rõ Long Thần thủ hộ không? Yêu Hoàng nói. Dương Diệp gật gật đầu, đương nhiên hắn biết rõ, nếu lúc trước không thi triển kiếm vực, hắn tuyệt đối không có biện pháp làm gì cự long, trong phòng ngự của tôn giả cảnh, chúng thật sự quá mức biến thái, đương nhiên, so sánh với đại biến thái như thi tổ thì không bằng, nhưng chúng cũng rất mạnh. Yêu Hoàng tiếp tục nói. Long tộc Long Thần thủ hộ đạt được tại nơi này, chỉ phải trải qua khảo nghiệm mới có thể đạt được Long Thần tặng. Còn nữa, Long Thần thủ hộ cũng không phải là tặng phẩm tốt nhất, trên Long Thần thủ hộ còn có Long Tổ thủ hộ này còn mạnh hơn Long Thần thủ hộ không biết bao nhiêu, bởi vì Long Tổ thủ hộ chính là tổ long của thần Long nhất tộc tặng, đến bây giờ vẫn chưa ai đạt được. Vì cái gì? Dương Diệp hỏi. Yêu Hoàng lắc đầu, nói. Không rõ ràng. Có lẽ Long Hoàng biết rõ vì cái gì. Tóm lại, đi vào Thiên Lôi Trì sẽ có chỗ tốt thật lớn, cho dù không thể đạt được Long Thần thủ hộ hoặc Long Thần tặng cái gì đó, nhưng thân thể của ngươi sẽ tăng lên rất nhiều. Dương Diệp trầm ngâm một lát, sau đó nói. Ta đi yêu tộc, nếu Thánh Địa hoặc La Tuấn đến đây thì làm sao bây giờ? Nói thực ra, hắn không yên lòng khi rời khỏi cổ vực thành. Đặc biệt là Thánh Địa, sau trận chiến với Tả Đăng Phong. Hắn đã có nhận thức mới về thực lực của thánh địa, trừ hoàng giả cảnh hoặc là thánh giả cảnh, thánh địa còn có 9 yêu nghiệt mạnh hơn Tả Đăng Phong, chỉ sợ cổ vực thành sẽ gặp phiền phức lớn. Ngươi sai rồi. Yêu Hoàng trầm giọng nói. Ngươi không tăng thực lực lên, cổ vực thành mới có đại phiền toái, không chỉ có cổ vực thành, đám người chúng ta đi theo ngươi đối kháng thánh địa và đỉnh Hán đế quốc sẽ có phiền toái.
Bởi vì hiện tại tất cả mọi người đang tuân thủ một quy tắc, đó chính là hoàng giả cảnh không thể nhúng tay, cho nên, những tôn giả cảnh các ngươi mới là mấu chốt nhất, giống như hiện tại, thực lực đỉnh Hán đế quốc còn mạnh hơn Nam vực mấy lần, bởi vì quy tắc này nên không cường công. Nhưng mọi người sẽ tuân thủ quy tắc này tới khi nào? Nếu như tất cả mọi người không tuân thủ, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể chống cự đỉnh Hán đế quốc sao? Dương Diệp lắc đầu, nếu như không có Mạc lão tọa chấn, làm cho đỉnh Hán đế quốc tuân thủ hoàng giả cảnh không thể ra tay, cường giả hoàng giả cảnh của đỉnh Hán đế quốc vừa xuất hiện, cả Nam vực không ngăn cản nổi. Ngươi không cần lo lắng cổ vực thành, có thi tổ ở đây, người bình thường căn bản không cách nào chiến thắng hắn, cho dù là thánh địa tiếp tục phái cường giả, chỉ sợ cũng không cách nào chiếm tiện nghi trong tay hắn, dù sao thân thể hắn đã tương đương với vô địch cùng giai. Còn nữa, thánh địa mặc dù có cường giả hoàng giả cảnh tiến về trước đỉnh Hán đế quốc, nhưng không có động tác gì, nghĩ đến, trong thời gian ngắn sẽ không có hành động lớn, bằng không La Tuấn cũng không triệt binh. Yêu Hoàng nói. Dương Diệp gật gật đầu, nói. Ta an bài một chút, sau đó lập tức đi tới yêu vực. Rất nhanh, Dương Diệp cũng đi an bài việc trong cổ vực thành, hắn cho thi tổ ở tại cổ vực thành, sau đó liền mang theo Tử Điêu cùng Yêu Hoàng đi về yêu vực. Trung vực. Trên Kim Loan Điện, không có một bóng người. Thánh địa đã có lệnh, Dương Diệp phải chết, đỉnh Hán đế quốc ngươi thì sao? Chết. Đã như thế ta sẽ lập tức thông chi thánh địa, cường giả bán thánh của thánh địa không dễ dàng xuất thủ, đến lúc đó, còn hy vọng La Huynh toàn lực tương trợ. Nên. Đã như vậy, chờ cường giả thánh địa tới đây sẽ khởi động kế hoạch đổ thánh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 48.